đa tạ tiên nhân tương trợ ngày sau hai ông cháu ta xin lập bài vị trường sinh cho ngài ngày đêm tế bái lão giả cảm động dương dưng hướng lên không hành đại lễ cô bé áo xanh cũng cuống cuồng quỳ lạy không ngừng dập đầu lúc này hàn lập và tử linh đang ẩn mình trong đám mây trên cao hàn huynh không ngờ ngươi lại có lòng hiệp nghĩa như vậy không chỉ giải vây cho hai ông cháu họ mà còn đưa về tận nhà tử linh khẽ mỉm cười hàn lập không đáp mà chỉ lẳng lặng nhắm mắt dường như đang cảm ứng cái gì gương mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng hàn huynh có chuyện gì đáng mừng sao tử linh tò mò hỏi tử linh ta đã tìm thấy cơ duyên chảm thiện thi hàn lập chợt mở bừng đôi mắt hưng phấn nói thật sao là cơ duyên gì vậy tử linh nghe xong nhất thời vừa mừng vừa sợ hàn lập tươi cười chỉ tay về phía hai ông cháu bên dưới ý ngươi là giúp đỡ người khác có lợi cho việc cảm ứng thiện thi đôi mắt đẹp của tử linh chợt lóe sáng hàn lập chậm rãi gật đầu lúc trước khi hắn giúp đỡ hai ông cháu nó thoát khỏi đám kim long bang vào thời điểm hai ông cháu nói lời cảm tạ hắn hàn lập đã cảm ứng được một luồng lực lượng như có như không quanh quẩn trên người khiến cho bình cảnh thiện thi tại thể nội buông lỏng một chút về sau hàn lập lại đưa hai ông cháu họ về lại quê hương vốn chỉ muốn nghiệm chứng cảm giác của bản thân mà thôi quả nhiên khi hai người này cảm tạ hắn lần thứ hai lại có một luồng lực lượng vô hình kéo đến có điều, cường độ của luồng lực thứ hai này kém hơn lần đầu rất nhiều. Cũng đúng, giúp đỡ người khác chính là hành thiện. Ta nhớ Hàn Huynh từng nói bản thân chưa thể lĩnh hội được chân ý sâu xa của thiện, nên không cảm ứng được thiện thi. Cứu nhân độ thế có thể giúp người lĩnh ngộ sâu sắc về thiện, rất có lợi cho việc trảm thi sau này. Tử Linh vốn cực kỳ thông tuệ, trong nháy mắt đã lý giải được điểm mấu chốt. Đúng vậy, nếu đã tìm thấy biện pháp, vậy thì chúng ta cứ thế mà làm thôi. Hàn Lập mỉm cười, sau đó mạnh mẽ khuếch tán lực lượng thần thức khổng lồ, càn quét khắp bốn phương tám hướng. Hiện giờ, luyện thần thuật của hắn đã đạt tới tầng thứ sáu. Lực lượng thần thức đã lớn mạnh hơn trước rất nhiều, phạm vi dò xét cũng bạo tăng, thình lình bao phủ non nửa phi dực tiên vực. Việc luyện thần thuật đạt tới tầng thứ sáu không chỉ giúp Hàn Lập tăng trưởng phạm vi khuếch tán thần thức, mà còn khiến cho độ mẫn cảm của hắn đạt tới một cảnh giới mới. Bất luận tu sĩ hay phàm nhân, một khi đã nằm trong phạm vi cảm ứng thần thức của Hàn Lập, thì mọi cử động dù là nhỏ nhất đều không qua mặt được hắn. Hiện giờ, Hàn Lập đang cảm ứng được rất nhiều người đang bị kẻ khác khi dễ, giống như hai ông cháu kia. Hắn lầm rầm bấm niệm pháp quyết, xung quanh lập tức xuất hiện đạo đạo kim lôi bao phủ thân hình hai người. Lôi quang bừng lên trói mắt, thân hình Hàn Lập và Tử Linh cũng theo đó biến mất vô ảnh vô tung. Tại một sơn đạo thuộc Phi Lô Châu, một đám cướp bịt mặt đang chặn đánh một đội tiêu sư. Song Phương hiện giờ đang giao thủ vô cùng kịch liệt, đao quang kiếm ảnh dập trời toán cướp hoàn toàn áp đảo về nhân số lại tiềm phục tại nơi hiểm yếu của sơn đạo rồi đột nhiên đánh úp khiến cho đám tiêu sư và hộ vệ hứng chịu thương vong rất lớn hiện giờ đội ngũ của bọn họ hầu như chẳng còn lại mấy người nhưng vẫn có một lão giả bộ dáng khôi ngô dường như là thủ lĩnh đang cùng với hai gã tiêu sư cuối cùng ngoan cường chiến đấu với lũ địch nhân đông đúc a à, a à, hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên hai gã tiêu sư rốt cuộc cũng bị loạn đao phân thây toàn thân đẫm máu Ánh mắt lão giả khôi ngô lóe lên một tia bi thống, nhưng không hề có ý dừng tay. Quỷ đầu đại đao trong tay lão càng thêm niên cuồng vũ động, trận trận đao ảnh rậm rạp bước lui những tên cướp xung quanh. Hạng Tông, người của phi hồ tiêu cục đã chết hết. Người còn không mau dập đầu cầu xin tha thứ, biết đâu đại gia ta cao hứng, có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Bên ngoài vòng chiến, một tên cướp cao lớn bẩm trợn, tay cầm song đao lớn tiếng cười ha ha. Liễu Tam Đảo, ngươi muốn giết cứ giết, hạng tông ta đội trời đạp đất, há lại cúi đầu trước hạng thổ phỉ như ngươi. Giờ phút này, cánh tay trái của lão giả khôi ngô cũng đã bị thương. Tuy nửa người lão đã nhuộm đầy máu tươi, nhưng vẫn uy phong lẫm lẫm như cũ, chẳng hề mảy may e sợ, nhụt chí. Tốt, không hổ là tổng tiêu đầu của phi hổ tiêu cục, quả nhiên khí phách hơn người. Có điều, làm người mà chỉ có khí phách thôi thì chưa đủ, còn phải thức thời mới được. Nếu như tổng tiêu đầu đã nóng lòng tìm chết, vậy thì đại gia ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tên cướp cao lớn cười lạnh một tiếng, vung tay ra hiệu. Lập tức, mấy tên cướp bên cạnh gã liền bước lên, đồng loạt gỡ cây nỏ lớn dài ba xích trên lưng xuống. Trên thân nỏ đã được lên sẵn hơn 10 mũi tên, bọn chúng nhắm thẳng về phía lão giả Khôi Ngô, vù vù một trận thanh âm xé gió nổi lên, hơn trăm mũi tên đồng loạt bay vọt đi, như một trận mưa ào ào chụp xuống đầu lão giả Khôi Ngô. Chương 1316: Làm việc thiện bố thí lão giả khôi ngô bị mấy tên đạo tặc chung quanh sử dụng binh khí giải cuốn lấy, không rảnh đi ngăn cản những mũi tên bắn tới kia, mắt thấy sẽ táng thân dưới mưa tên. Vào thời khắc này, một đạo điện quang màu vàng hình quạt từ trên trời giáng xuống, quét vào trên những mũi tên kia. Thanh âm ầm ầm nổi lên, những mũi tên do tinh cương chế tạo kia đụng một cái đến đạo thiểm điện màu vàng, lập tức nổ tung, hóa thành đạo đạo khói xanh. Đạo điện quang màu vàng kia lập tức phân liệt ra, hóa thành trên trăm đạo thiểm điện nhỏ bé, đánh chuẩn xác vào trên thân những đạo phỉ kia, không chật cái nào. Một tiếng sét đùng đoàng vang lên, những đạo phỉ kia đều bị đánh bay ra ngoài, sau khi rớt xuống toàn thân run rẩy kịch liệt, kêu rên liên hồi, nhưng không có ai chết cả. Lão giả khôi ngô cũng không bị thiểm điện bổ chúng, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, cảm thấy không thể tin vào hai mắt mình. Thiểm điện màu vàng rất nhanh phiêu tán, những đạo phỉ ngã xuống đất, giấy ruộng một hồi rồi lồm cồm bò dậy, sợ hãi nhìn lại chung quanh. Lan, nếu để cho ta nhìn thấy các người cướp bóc lần nữa nhất định giết chết không tha một thanh âm vô cùng uy nghiêm từ trên trời truyền ra vừa mới bỏ dậy một đám đạo phỉ mặt mũi tràn đầy sợ hãi lần nữa bị kinh hãi ngồi trên mặt đất sau đó đều tè ra quần bỏ chạy lão giả khôi ngô phẫn hận nhìn những đạo phỉ kia thoát đi cũng không truy kích niên kỷ của lão đã lớn bản thân lại bị trọng thương hữu tâm vô lực giữa không trung hoa lên một bóng người hai thân ảnh một nam một nữ xuất hiện chính là Hàn Lập và Tử Linh. Tiên nhân, lão giả khôi ngô nhìn hai người đứng trên hư không, mặt lộ vẻ khích động. Ta xem người khí độ chính đại, không đáng vẫn lạc ở đây, người ta gặp nhau xem như hữu duyên, cho nên xuất thủ cứu ngươi một lần. Hàn Lập nhìn lão giả khôi ngô một chút, bấm tay điểm một cái. Một đạo thanh quang bắn ra, chui vào thể nội lão giả. Lão giả khôi ngô cảm thấy thể nội được rót vào một dòng nước ấm to lớn, thân thể mệt nhọc bị quét sạch sành xanh, vết thương trên người nhanh chóng khép lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trong lòng lão vừa mừng vừa sợ đa tạ hai vị tiên nhân cứu giúp hạng tông vô cùng cảm kích thân xác lão giả khôi ngô khôi phục không người thi lễ một cái với hai người hàn lập theo lão giả khôi ngô nói lời cảm tạ một cỗ lực lượng vô hình dáng lâm lên trên thân hàn lập hắn bấm niệm pháp quyết dẫn một cái quanh hai người lóe lên lôi quang lúc lão giả khôi ngô đứng thẳng lên hai người đã biến mất không thấy gì nữa phi dược tiên vực trên một hồ nước khổng lồ một chiếc thuyền lớn đang đi trên đó bất quá giờ phút này sóng cả mặt hồ quay cuồng từng đầu xúc tu đen nhánh từ chỗ sâu trong hồ quấn chặt thuyền lớn muốn bóp nát cả chiếc thuyền cũng may thuyền lớn kia dùng tài liệu dị thường kiên cố mặc dù rung động lách cách cũng không có dấu hiệu vỡ ra trong khoang thuyền lớn giờ phút này có vài chục người thoạt nhìn là một đám du khách chen thành một đoàn run lẩy bẩy nước hồ cuồn cuộn kịch liệt một cửa thú màu đen xông ra nhìn tựa hồ là một loại cự quái bạch tuộc nào đó mở ra miệng lớn tanh hôi cắn tới thuyền lớn mọi người trên thuyền thấy cảnh này lập tức kêu khóc một mảnh ầm ầm một tiếng sét đùng đoàng vang lên giữa không trung một đạo thiểm điện màu vàng bổ xuống đánh vào trên thân bạch tuộc cự quái da thịt ngay cổ và vùng phụ cận của bạch tuộc cử quái bong ra trên thân lượn lờ từng đạo hồ quang điện trong miệng phát ra tiếng hết sợ hãi xúc tu cuốn lấy thuyền lớn lập tức buông ra veo một tiếng thân hình cử quái khổng lồ chui vào trong hồ biến mất không thấy gì nữa. Đám người trên thuyền từ cõi chết trở về, vui đến phát khóc. Giữa không trung hoa lên bóng người, thân ảnh Hàn Lập và Tử Linh xuất hiện. Trong tay Hàn Lập còn lượn lờ một đạo hồ quang điện màu vàng. Tiên nhân, là tiên nhân đã cứu chúng ta, mau ra đây bái tạ. Trên thuyền có người nhìn thấy Hàn Lập và Tử Linh, lên tiếng kinh hô, vọt ra ngoài thuyền bái lễ với Hàn Lập và Tử Linh. Những người khác nghe tiếng, cũng vội vàng chạy ra, hành lễ với hai người Hàn Lập khóe miệng hàn lập cười một tiếng bên ngoài thân chấp động lôi quang màu vàng lần nữa biến mất bắc lộ châu đại thanh sơn mạch mưa to liên tục cả tháng dẫn phát núi lở một tiểu sơn thôn bên dưới sắp bị đất đá dòng lũ bao phủ một đạo lam quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống toàn bộ sơn phong sụp đổ lập tức bị băng phong đất đá trôi nổi cũng bị đông kết thôn nhỏ dưới núi vẫn bình yên vô sự thôn dân thoát khỏi một kiếp sau khi mừng rỡ không nhịn được hai mặt nhìn nhau không biết đã xảy ra chuyện gì giữa không trung hoa lên bóng người, thân ảnh Hàn Lập và Tử Linh hiển hiện. Tiên nhân, là tiên nhân hiển linh, tiên nhân đã cứu chúng ta. Hàn Lập làm việc thiện cứu người khắp nơi tại phi dực tiên vực, trong nháy mắt đã qua hai ba mươi năm. Hắn đã cứu người không biết bao nhiêu người, thanh danh dần dần lưu truyền ra các nơi ở phi dực tiên vực, thậm chí có vài chỗ phàm nhân đã lập ra miếu thờ cúng Hàn Lập. Đồng thời do đông đảo người may mắn gặp qua chân dung Hàn Lập, truyền miệng miêu tả, dung mạo bộ dáng hắn cũng dần dần rõ ràng, cũng được rèn đúc thành các loại pho tượng cung phụng tại miếu thờ điện đường, ngày bình thường hương hỏa không dứt. Một ít tu tiên phái ở phi dược tiên vực cũng dần dần nghe được tiếng gió, phái người điều tra sự tình các nơi liên tục xuất hiện tiên nhân cứu người. Hàn Lập không muốn dây dưa với thế lực tu tiên tại phi dược tiên vực, mang theo tử linh lặng yên rời đi, tiến về tiên vực phụ cận. Trên không man hoang giới vực bên ngoài phi dược tiên vực, một chiếc phi thuyền lao đi vùn vụt. Hàn Lập nhắm mắt tĩnh tỏa, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Sau một hồi lâu, hắn mở to mắt hàn huynh cảm ứng thiện thi tiến triển thế nào rồi tử linh ngồi ở một bên nhìn thấy hàn lập tỉnh lại mở miệng hỏi có chút cuối cùng có thể miễn cưỡng cảm ứng được thiện thi tồn tại hàn lập từ tốn nói trong giọng nói tựa hồ cũng không bao nhiêu ý mừng có vấn đề gì không tử linh bén nhạy phát giác được cảm xúc hàn lập ôn nhu hỏi quả thật có chút vấn đề mấy năm nay ta làm việc thiện khắp nơi nhưng lấy được lực ra chỉ lại càng ngày càng ít nhất là một năm gần đây, cơ hồ không có chút nào đáp lại. Hàn lập cau mày, tại sao như vậy, gương mặt xinh đẹp tử linh biến đổi. Không rõ, bất quá thiện thi trong cơ thể ta mới vừa vặn có thể miễn cưỡng cảm ứng được, khoảng cách tình trạng chảm thi còn rất xa, bất luận thế nào cũng phải tìm biện pháp giải quyết, nếu không sẽ đình trệ như vậy. Hàn lập trầm giọng nói, tử linh chậm rãi gật đầu, im lặng không nói, ta đang suy nghĩ, có phải vì gần đây cứu được người khá ít, công đức không đủ, mới làm cảm ứng thiện thi đình trệ. Hàn Lập chậm rãi nói, có khả năng này, nhưng cũng có thể là nguyên nhân khác. Đúng rồi, Hàn Huynh, người trợ giúp người khác, lấy được phản hồi nhiều nhất là lần nào? Đôi mắt đẹp tử linh chấp động hỏi, lấy được phản hồi nhiều nhất, hẳn là lần đầu tiên cứu hai ông cháu thuyết thư kia, sau này tương trợ người khác, cũng không cao như lần đầu kia, thậm chí cơ hồ không có. Hàn Lập khẽ giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói. Ta nhớ sau này Hàn Huynh tương trợ người khác, có vài lần cứu số người đều nhiều hơn hai người kia, xem ra hẳn không phải vấn đề nhân số tử linh lắc đầu có lý vậy lần thứ nhất giúp người có khác gì nhiều lần sau hàn lập chậm rãi gật đầu lâm vào trầm tư tử linh cũng trầm mặc không nói thông minh như nàng đối với lý lẽ huyền ảo tối nghĩa này nhất thời cũng không có kiến giải gì được rồi nếu nghĩ không ra vậy cũng không cần hao tâm tốn sức cố nghĩ có được thu hoạch hôm nay đã không nhỏ sau này cứ như lúc trước lại nhìn cơ duyên đi hàn lập suy nghĩ thật lâu vẫn như cũng không hiểu được không hao tâm tốn sức suy nghĩ nữa. Tử Linh cũng gật đầu, không phí công khổ tư nữa. Hàn Lập bấm niệm pháp quyết điểm một cái, một cỗ kim quang chui vào trong phi thuyền dưới thân. Linh văn trên phi thuyền đột nhiên sáng gấp 10 lần, tốc độ cũng tăng vọt. Hư không phụ cần tựa hồ cũng bị vạch phá, như vậy liên tục phi độn mười mấy ngày, hai người rốt cuộc đến một tiên vực mới. Tiên vực này có linh khí dị thường thiếu thốn, so với Bắc Hàn tiên vực cũng kém xa, cơ hồ tương đương tại linh giới thật là tiên vực cằn cỗi thần thức hàn lập khuếch tán ra lông mày rất nhanh nhăn lại tiên vực này có diện tích rất nhỏ không bằng một nửa phi dực tiên vực thần thức của hắn đã bao trùm hết khắp nơi tiên vực đều có vết tích đào móc khoáng mạch vết thương đầy mặt đất phảng phất một khối khăn lau bị tàn phá linh mạch dưới lòng đất bị phá hư hầu như không còn khó trách linh khí thiếu thốn như vậy số lượng nhân khẩu nơi đây rất ít bất luận tu sĩ hay là phàm nhân đa số đều tập trung ở mấy khu vực đặc biệt mặt đất linh mạch những nơi đó không bị phá hư quá nhiều, thiên địa linh khí còn sót lại chút ít, miễn cứng có thể cung cấp cho tu sĩ tu luyện. Tiên vực này tên gọi là gì?" Hàn Lập hỏi, "Tiên vực nơi đây tên là Hạc Cương Tiên vực, hồi lâu trước kia là tiên vực có thiên địa nguyên khí dồi rào, ẩn chứa rất nhiều khoáng mạch. Chỉ là về sau, thiên đình phái người tới đây khai thác quá độ, phá hư hết linh mạch tiên vực này, mới dẫn đến tình trạng hiện tại." Tử Linh lấy ra một khối ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, trong miệng nói ra thiên đình hàn lập nhíu mày lẩm bẩm một tiếng hàn huynh người muốn ở tại tiên vực này tiếp tục làm việc thiện giúp người sao tiên vực này người ở thưa thất chỉ sợ hiệu suất không cao tử linh nhìn về phía hàn lập hỏi xem trước một chút rồi hãng nói tại chân tiên giới vậy mà tồn tại tiên vực hoang vu như vậy cũng rất hiếm thấy ánh mắt hàn lập chấp lên từ tốn nói tử linh yên lặng gật đầu không nói gì thêm hàn lập bấm niệm pháp quyết dẫn một cái thân thể hai người được từng đạo lôi quang màu vàng bao lại, hình thành một pháp trận lôi điện. Lôi quang màu vàng sáng lên, thân ảnh hai người biến mất vô tung. Một chỗ tây bắc gần thung lũng khổng lồ ở Hạc Cương Tiên Vực, rộng chừng mấy ngàn dặm. Trong thung lũng tọa lạc một tòa đại thành, cơ hồ chiếm hết toàn bộ thung lũng, trong thành tu sĩ và phàm nhân ở hỗn tạp. Tòa thành trì này chiếm diện tích mặc dù không nhỏ, khí tượng trong thành lại hưng thịnh không bao nhiêu, rất nhiều nơi đã hoang phế, trong không khí còn phiêu đáng nhàn nhạt, nhạt mùi dỉ sắt. Trên đường trung tâm thành trì cũng có ít bóng người, người trong cửa hàng to to nhỏ nhỏ cũng ít đến đáng thương, đại đa số mọi người đều ở nhà của mình, bất luận tu sĩ hay là phàm nhân đều như vậy. Khắp cả tòa thành trì tràn ngập dáng vẻ già nua nặng nề, phảng phất một người dần dần già đi, chờ tử vong đến. Giữa không trung ngoài thành lóe lên lôi quang, thân ảnh Hàn Lập và Tử Linh nổi lên. Trong bầu trời, sương mù màu xám mông lung, cũng không có ai phát hiện lôi quang giữa không trung kia. Hàn Lập nhìn thành trì phía dưới, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Đi thôi, xuống xem một chút." Hàn Lập nói một tiếng, phi thân xuống, Tử Linh theo sát phía sau, hai người vô thanh vô tức đáp trên một con đường. Giờ phút này sắc trời sắp tối, toàn bộ các nơi thành thị đã rơi vào bóng tối, chỉ có lẻ tẻ ánh lửa chứng tỏ nơi đó còn có người ở. Cửa hàng hai bên đường phố ngẫu nhiên còn có mấy nhà lóe lên ánh đèn, chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực chung quanh. Hàn Lập đi dạo trên đường chẳng có mục đích, con mắt khép hờ, tựa hồ đang cảm ứng cái gì. Trong lòng Tử Linh kỳ quái, nhưng cũng không hỏi gì, yên lặng đi theo bên cạnh Hàn Lập. Chương 1317, ẩn thế. Hàn huynh, chúng ta đến đây làm gì? Qua một lúc lâu, thấy Hàn Lập vẫn chậm rãi bước đi như cũ, Tử Linh không nhịn được bèn hỏi. Bởi lẽ, bộ dạng của hắn lúc này chẳng giống như muốn hành thiện cứu người. Linh khí tại chân tiên giới vốn rất nồng đậm, về cơ bản thì các đại tiên vực, bất luận lớn nhỏ ra sao, đều phồn vinh giống nhau. Địa phương hoang vu, suy bại bực này quả thực rất hiếm thấy. Ta đang muốn cảm thụ một chút bầu không khí đặc thù nơi đây. Hàn lập chậm rãi đáp, cảm thụ không khí ở chỗ hoang tàn này thì có gì tốt chứ? Tử Linh nhìn quanh một lượt liền nhân mặt, cao có nói. Hàn lập tỏ vẻ trần trừ, cũng không tiếp lời mà chỉ khẽ lắc đầu. Thực ra, việc hắn tới đây có quan hệ với luyện thần thuật mà vị luân hồi điện chủ kia đưa cho. Nói trắng ra, chuyện này chủ yếu là vì tu luyện tầng thứ bảy tu luyện luyện thần thuật tầng thứ bảy hoàn toàn không giống 6 tầng trước. Mức độ phức tạp của nó không chỉ hơn xa trước kia, dẫu có cả thiên tư và nghị lực cũng chưa chắc thành công, mà còn cần phải trải nghiệm nhân sinh muôn màu, phải hiểu rõ tâm thái của ngàn vạn loại người trên thế gian. Người thành công, kẻ thất bại, người phú quý, kẻ bần hàn. Lại lợi dụng những trải nghiệm này để tẩy luyện tâm cảnh, khiến cho thần hồn đạt tới tình trạng kiêm dung hết thảy, mới có thể thuận lợi tu luyện tầng thứ bảy của luyện thần thuật mấy năm qua hắn và tử linh cùng nhau rong rồi khắp bốn phương một mặt vì hắn muốn phụng bồi nàng mặt khác là hắn muốn tận mắt chứng kiến tiếp xúc với đủ loại người trên thế gian đồng thời thể nghiệm các loại tâm cảnh phức tạp của bọn họ sau khi luyện thần thuật đạt tới tầng thứ sáu hàn lập cũng có năng lực giống như đề hồn đó là thông qua chấn động của thần hồn để cảm ứng tâm tư suy nghĩ của đối phương trong khu thành trì hoang phế này ai nấy đều mang trên mình khí độ của tuổi xế chiều So với người ở những địa phương hưng thịnh khác, phong thái của bọn họ quả thực khác biệt một trời một vực. Bởi vì loại biểu hiện này tương đối hiếm thấy, nên hắn mới tới đây hảo hảo cảm thụ một phen. Đương nhiên, Hàn Lập vẫn một mực giấu kín Tử Linh những việc này. Tử Linh chớp chớp đôi mắt đẹp, không tiếp tục truy vấn nữa, mà chỉ lẳng lặng theo sau hắn. Sau khi dạo chơi quanh tòa hoang thành này một đêm, đến khi rời đi Hàn Lập mới mở to mắt, khôi phục thần thái bình thường. "Xong rồi à?" Tử Linh vội hỏi, "Ta thực có lỗi." đã để nàng chờ đợi một đêm. Hàn lập gãi gãi đầu, không sao, nhưng tiếp theo huynh tính toán sẽ làm gì, tiếp tục hành thiện sao, tử linh lắc đầu, cũng không để trong lòng. Hàn lập chỉ cười trừ mà từ chối cho ý kiến, đồng thời khuếch tán thần thức. Hắn khẽ nhướng mày, cấp tốc bấm niệm pháp quyết thúc dục lôi trận. Trong nháy mắt, thân hình hai người đã biến mất tại chỗ. Sau đó một khắc, bọn họ đã lơ lửng hiện ra ở phía trên một khu tiểu viện trong nội thành. Trong tiểu viện bên dưới, bảy tám gã nam tử thân thể cường tráng đang hè nhau vây công một lão giả, dường như muốn cướp đoạt thứ gì. Dừng tay, từ trên cao, hàn lập lạnh lùng quát, rồi búng tay một cái. Một tia kim lôi bay vọt ra từ ngón tay hắn, giáng xuống mặt đất. ầm một tiếng nổ lớn, mặt đất lập tức bị đánh nát, để lại một cái hố to. Dư kình của vụ nổ chấn bay đám cướp bằng trợt, bởi vì chuẩn bị trảm thiện thi, cho nên hàn lập không dám ra tay sát sinh, tránh làm dao động chút thiện niệm mà hắn mất bao tâm huyết mới dành dụng được. Thậm chí, trong suốt mấy năm gần đây, ngay cả một con dã thú hắn cũng chưa từng giết. Chứng kiến Hàn Lập và Tử Linh lơ lửng giữa hư không, đám thổ phỉ bên dưới sớm đã sợ mất mật, tên nào tên nấy mặt cắt không còn chút máu. Chẳng biết kẻ nào khởi sướng rú lên mà cả đám lập tức kéo nhau chạy trối chết. Lão giả kia thấy vậy, ban đầu chỉ biết ngây ra. Nhưng ngay sau đó, lão vội vã, lập cập hướng lên trời khấu đầu cảm tạ. Hàn Lập nhíu mày, Tuy hắn vừa xuất thủ cứu giúp lão giả kia, nhưng lực lượng thiện niệm vô hình mà hắn truy cầu chẳng hề mảy may xuất hiện. Hàn lập khẽ gật đầu với lão giả, rồi thi triển lôi độn ly khai, lập tức truyền tống đến một địa phương có tranh chấp khác. Chớp mắt một cái, cả hai đã ngây ngốc lưu lại tòa hoang thành này được hơn nửa tháng. Tại đây, Hàn lập cũng đã xuất thủ cứu người hơn trăm lần. Nhưng lực lượng thiện niệm vẫn thủy chung bật vô âm tín. Tại một quán trà tương đối sạch sẽ trong hoang thành, hai người hàn lập và tử linh ngồi đối diện nhau ở một góc trong tay hàn lập là một chén linh trà lượn lờ xương trắng hương trà thơm man mác lan tỏa khắp gian phòng có điều tâm trạng hàn lập hiện giờ đang vô cùng buồn bực nên hắn chẳng thèm nhấm nháp tử linh không dùng trà chỉ chăm chú dán mắt vào một cuốn sách dày cộm đó là một cuốn thư tịch trình bày quan niệm về thiện ác mà hàn lập thu được từ giao dịch với luân hồi điện sau khi trông thấy nó tử linh liền muốn tìm ra một chút biện pháp từ cuốn sách để có thể trợ giúp hàn lập giải quyết khốn cảnh trước mắt hiện giờ đã qua chính ngọ được một lát trong quán trà cũng chẳng có khách nhân nào khác ngoài hai người hàn lập và tử linh bầu không khí nơi đây quả thực vô cùng thanh tịnh nhị vị khách quan trà này không vừa miệng nhị vị sao có cần đổi sang loại khác hay không một gã nam tử trung niên tướng mạo gầy gò mỉm cười tiến lại hỏi người này tuy là trưởng quầy của trà lâu nhưng thực ra lại là một gã tu sĩ đại thừa chẳng biết vì lý do gì mà gã ẩn cư tại đây kiếm sống qua ngày bằng trà lâu nếu chỉ xét trong khu vực này thì tu vi của gã quả thực không thấp dù sao chỉ cần tiến thêm một bước nữa là gã sẽ đạt được thành tựu chân tiên đương nhiên đứng trước nhãn quang của hàn lập gã nam tử này chẳng thể giấu giếm được thân phận không cần hương vị trà này cũng ổn chỉ là hai người chúng ta đang có chút phiền muộn trong lòng cho nên vô tâm thưởng thức ngược lại đã làm lãng phí tay nghề của trường quầy rồi Hàn Lập lắc đầu cười ảm đạm, dứt lời, hắn liền nâng chén trà lên, nếm thử một ngụm, rồi khẽ gật đầu với trưởng quầy. Về phần Tử Linh thì chẳng buồn để ý tới gã, chỉ chăm chú lật sách. Ha ha, hóa ra nhị vị đang có tâm sự, nếu vậy thì quả thực không thích hợp dùng loại trà hương khinh phù này. Ở đây, ta vừa vặn có một loại thanh tâm trà. Nếu nhị vị không ngại xin hãy thử xem. Không đợi Hàn Lập đáp lời, trưởng quầy vừa nói vừa lật đật xoay người đi vào trong tính thất. Một lát sau, gã liền bưng ra một chiếc khay, bên trên có hai chén linh trà xanh biếc, rồi đặt xuống trước mặt hai người Hàn Lập. Linh trà xanh biếc không mùi không vị, thoạt nhìn tựa như hai chén nước trong. Ánh mắt Hàn Lập chợt sáng lên, hắn cảm thấy hơi hứng thú, bèn nâng chén trà lên nhấp thử một ngụm. Một cảm giác thanh mát, sảng khoái lập tức tràn ngập khoang miệng, sau đó, lại theo nước trà tràn lan khắp tâm phế, chậm rãi khuếch tán khắp cơ thể. Dường như tâm tình phiền muộn bấy lâu của hắn cũng trôi theo ngụm trà, bất ngờ tiêu tán không ít trường quầy thật sự có tay nghề pha trà. Hàn lập tán thưởng, đạo hữu quá khen, xem tướng mạo và khí chất của nhị vị thì hẳn cũng là tu sĩ, không phải người bản địa. Trường quầy dường như là người quảng giao, sảng khoái cười hỏi. Ánh mắt trường quầy thật tinh tường, chúng ta đúng là tu sĩ từ bên ngoài tới. Tại hạ Hàn lập, còn vị này tên gọi tử linh. Ánh mắt Hàn lập lóe lên, không hề có ý che giấu. Nguyên lai là Hàn đạo hữu và tử linh đạo hữu. Tại hạ ly hải, trường quầy lập tức ôm quyền, Tử Linh ở một bên đang chăm chú xem sách, bèn ngẩng lên nhìn trưởng quầy, khẽ gật đầu với gã một cái, rồi rất nhanh lại tiếp tục trầm ngâm nghiên cứu. Ly trưởng quầy, hiện giờ trong tiệm không có người, không ngại ngồi xuống tâm sự chứ. Hàn Lập đưa tay mời, Ly Hải cũng không khách khí, liền ngồi xuống bên cạnh hắn. Ly trưởng quầy, người làm sao nhìn ra được hai người chúng ta là tu sĩ ngoại lai? Hàn Lập mỉm cười hỏi, nhị vị đạo hữu sinh cơ bừng bừng, tựa như mặt trời đang lên ở đằng đông, có chi tiến thủ mạnh mẽ, quả thực khác biệt rất nhiều với người sinh trưởng tại những thành trấn nhỏ phía nam đại lục. Có lẽ nhị vị đến từ địa phương xa xôi nào đó. Điều này chỉ cần là người sống ở đây một chút thì đều có thể nhìn ra, không có gì đáng nói. Ly Hải cười ha ha, không ngớt tán dương bọn Hàn Lập. Ly trưởng quầy quả thực tuệ nhãn như đuốc, Hàn mỗ bội phục, có điều, trên khắp đại lục, nơi nào cũng hoang phế tiêu điều thế này sao? Hàn Lập dò hỏi, nói ra quả thực rất dài dòng. Toàn bộ linh mạch trên phiến đại lục này đều đã bị đào bới sạch sẽ từ mấy vạn năm trước rồi, căn cơ đã đoạn tuyệt. Chính vì thế mà tình hình nơi đây ngày càng xa suốt. Người có thể đi đều đã đi cả rồi. Những người còn ở lại hoặc là lực bất tòng tâm, hoặc là quyến luyến quê hương. Còn những kẻ không có chí tiến thủ thì chẳng đáng nhắc đến. Ly Hải thở dài u ám, chắc hẳn không riêng gì mảnh đại lục này phải không? Hàn lập lại hỏi, không sai, xem ra Hàn đạo hữu quả nhiên đã đi qua không ít nơi. Trường quầy gật đầu, ly trường quầy có lẽ cũng không phải là người bản địa. Có khi còn không phải người của tiên vực này. Hàn lập chậm rãi gật đầu, rồi đột nhiên đặt chén trà xuống, mỉm cười thâm ý nhìn trường quầy. a à, đạo hiếu làm sao phát hiện được, trường quầy khẽ biến sắc, mặc dù hàn mỗ không am hiểu trà đạo, nhưng cũng đã nghe danh hạc cương tiên vực, lục thủy tiên vực. Sở trường của bọn họ chính là bào chế linh trà, đa phần danh trà trên thế gian đều xuất phát từ hai địa phương đó. Nghe nói, để nâng cao kỹ nghệ chế tác linh trà, mấy vị tông sư trà đạo tại Lục Thủy Tiên vực đã sáng chế không ít công pháp đặc thù, chuyên môn phụ trợ chế tạo linh trà. Trong đó, được truyền lưu phổ biến nhất chính là công pháp Lục Thủy Tham Hợp Quyết. Ly trưởng quầy mang một thân công pháp thuộc tính thủy, rất tương đồng với Lục Thủy Tham Hợp Quyết trong truyền thuyết. Hơn nữa, tuy tổng thể quán trà của ngươi được bài trí theo phong cách bản địa, nhưng vẫn có một vài tiểu tiết mang đặc thù của Lục Thủy Tiên vực. Vì thế Hàn Mỗ mới mạo muội ngắt lời, không biết có đúng không? Hàn Lập vừa cười vừa nói, các hạ hảo nhãn lực, không tệ, tại hạ quả thực đến từ lục thủy tiên vực xa xôi vạn dặm. Ly Hải tán thắn nói, ánh mắt gã nhìn Hàn Lập càng thêm sùng kính. Ban đầu, tuy gã trưởng quầy này không nhìn ra được tu vi, cảnh giới cụ thể của hai người Hàn Lập, mà chỉ cảm thấy có lẽ đối phương đang vận dụng bí thuật nào đó che giấu khí tức. Nhưng hiện giờ xem ra, người có thể tự do lai like vãng các tiên vực, lại có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra công pháp tu vi của mình, át tu vi tối thiểu cũng là chân tiên, thậm chí kim tiên cảnh trở lên. Tất cả những điều này không khỏi khiến gã thật tâm kính nể. Đồng thời gã cũng đã nhìn ra Hàn Lập không muốn để lộ thân phận, nên cũng thức thời không dám hỏi nhiều. Kỹ nghệ chế tạo linh trà của trưởng quầy không tệ, nhưng vì sao lại vứt bỏ tài nguyên dồi dào ở lục thủy tiên vực để đến một nơi khỉ ho cỏ gáy như tiên vực này? Hàn Lập tò mò hỏi, đạo hữu coi trọng ta rồi, kỹ nghệ chế tạo linh trà của ta còn phải học hỏi nhiều lắm tu vi cũng y ạch tại chỗ từ lâu, không cách nào đột phá bình cảnh. Năm xưa tại lục thủy tiên vực, ta cũng chỉ là sỏi cát mà thôi. Ly mỗ không phải là chưa từng nỗ lực, nhưng đáng tiếc lại thất bại trong gang tắc. Ai, tại hạ không muốn nhắc lại chuyện cũ nữa. Bây giờ, ta chỉ cầu an ổn sống qua ngày, không phải quanh quẩn, mê mang vì tiền đồ nữa. Như vậy là đủ hài lòng rồi. Ly hải cười khổ giải bày. Hàn lập vừa quan sát trưởng quầy, vừa cảm thụ chấn động thần hồn của đối phương, rồi khẽ gật đầu không nói về tại hạ nữa, nhị vị tới đây át vì có chuyện muốn làm, tuy rằng tu vi của tại hạ không cao, nhưng tốt xấu gì cũng đã ở đây nhiều năm. Đối với tình huống khắp nơi cũng quen thuộc một hai, có lẽ sẽ giúp ích cho nhị vị. Ly Hải phi thường nhiệt tình đối đãi Hàn Lập, đa tạ Ly trưởng quầy nhiệt tình hỗ trợ, nhưng việc mà Hàn Mỗ phải làm tương đối đặc thù, người ngoài không thể nhúng tay vào. Hàn Lập lắc đầu, đã vậy, thì tại hạ liền cầu chúc cho Hàn đạo hữu hết thảy thuận lợi. Nếu như cần tại hạ hỗ trợ, xin cứ nói ra ly hải vỗ ngực cam đoan đa tạ hàn lập cảm nhận được những lời này của ly hải xuất phát từ chân tâm cũng không chậm trễ liền ôm quyền cảm tạ ly đại thúc có ở đây không đúng lúc này từ ngoài cửa quán cha có thanh âm vọng vào đó là một cậu thiếu niên thoạt nhìn hơi cục mịch thiếu niên này là phàm nhân y phục trên người đã cũ nát cậu bé rụt rè đứng thập thò bên ngoài quán trà không dám bước vào trong hàn đạo hiếu tử linh đạo hiếu xin cứ thoải mái ngồi lại đây Tại hạ xin cáo từ trước, Ly Hải ngó nghiêng bên ngoài một chút, liền cáo từ Hàn Lập rồi đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Lập mân mê chén thanh tâm trà trong tay, nhấp thêm một ngụm, rồi làm bộ tùy ý nhìn ra phía cửa. chương 1318, trong nháy mắt trăm năm. Tiểu Triệu, có chuyện gì vậy? Ly Hải dẫn thiếu niên kia đến bên cạnh quán trà, hỏi. Ly trưởng quỹ, Hàn Độc trong kinh mạch ra mẫu mấy ngày nay lại phát tác, ta muốn mua một bịch xích xương trà. Thiếu niên cúi đầu nói, tốt, ngươi chờ một chút ta đi lấy cho ngươi ly hải gật gật đầu quay người đi vào trong tiệm thiếu niên nhìn bóng lưng ly hải muốn nói lại thôi cuối cùng cúi đầu xuống thật thấp rất nhanh ly hải đã đi ra cầm trong tay một hộp ngọc màu đỏ dựa theo trước đó ta chỉ dẫn chia ra ba lần uống là có thể làm giảm được hàn độc ly hải cầm hộp ngọc đưa cho thiếu niên đa tạ ly đại thúc chỉ là những năm qua vì chữa bệnh cho da mẫu ngân lượng nhà ta đã tiêu hao hết còn lại đều ở nơi này còn thiếu rất nhiều. Thiếu niên nói, lấy từ trong một cái túi nhỏ chắp phá ra mấy khối bạc vụn lớn chừng hạt đậu. Tình cảnh nhà các người ta đã biết, hộp trà này ngươi cứ lấy về trước cho mẫu thân ngươi phục dụng, sau này nếu cần, cứ việc tới lấy. Ly Hải mỉm cười, cũng không nhận bạc trong tay thiếu niên. Ly Đại Thúc, hốc mắt thiếu niên ửng đỏ, cắn chặt môi, có thể thấy nước mắt gã đang lăn xuống từng giọt lớn. Tốt, Nam Nhi không nên rơi lệ, mau trở về, mẫu thân ngươi đang chờ ngươi đấy. Ly Hải vỗ vỗ bả vai thiếu niên, quay người trở về quán trà. Thiếu niên kia dùng sức lau sạch nước mắt, bỗng nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, khấu đầu hai cái về hướng quán trà, lúc này mới quay người rời đi. Trong quán trà, Hàn Lập lộ vẻ ngạc nhiên, nơi hắn và Tử Linh ngồi, cách thiếu niên kia chỉ một vách tường, tất nhiên vách tường này ngăn không được Hàn Lập. Hàn Lập bây giờ đã có chút thành tựu trên việc chém thiện thi, đối với cảm ứng thiện niệm linh mẫn, cho nên rõ ràng cảm ứng được, lúc thiếu niên kia dập đầu về hướng Ly Hải, trên thân ly hải xuất hiện một cỗ thiện niệm chi lực vô hình, quấn quanh ở trên thân gã. Cỗ thiện niệm chi lực kia khá nhiều, hơn xa trước kia hàn lập làm việc thiện đạt được. Sao lại như vậy, cùng làm việc thiện, vì sao ly hải đoạt được thiện niệm nhiều như thế, rốt cuộc ta và hắn có khác biệt gì? Ý niệm trong đầu hàn lập chuyển động, suy nghĩ nguyên do trong đó. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn chén nước trong tay, hô hấp dồn dập mơ hồ cảm giác mình sắp tìm ra nguyên nhân, cách một tầng giấy dán cửa sổ mỏng manh, thêm chút sức nữa, đâm một cái sẽ phá. Ồ, vào thời khắc này, tử linh đang lật sách đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng. Thế nào, Hàn Lập nhìn qua, Hàn Huynh, người nhìn chỗ này, bản này là Lê Viên trai ký, lấy từ một vị đại gia nho đạo. Trong này có một câu, cách làm việc thiện như ngươi, ngược lại có chút liên quan. Tử Linh cầm sách trong tay đưa tới, chỉ vào phía trên một đoạn văn tự. Hàn Lập nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết, làm việc thiện hẳn là chuyện tốt, nhưng nếu có lòng hám danh, lại như chiêu báng dẫn họa vậy. Cẩn thận, giới chi, trong đầu hắn xẹt qua một đạo thiểm điện, tầng giấy cửa sổ trong đầu kia ầm vang vỡ vụn, bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết, ta đã biết, lúc làm việc tốt, nếu trong lòng ham công danh lợi lộc, chỉ là giả nhân giả nghĩa, làm càng nhiều, càng trạch hướng bản tâm. Chỉ có tâm niệm không khác, không cầu hồi báo, mới thật sự là đại thiện. Hàn lập thở phào một cái, nói như thế, ly hải mặc dù thân là tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng quy ẩn tại thành nhỏ tiên vực có sinh khí hoang vu này, sớm đã xem thấu sự tình tu hành. Bây giờ trợ giúp thiếu niên kia, chỉ là tâm tư thuần túy, cũng không muốn được hồi báo, việc thiện này có thể nói là xuất từ bản tâm nước chảy thành sông, mới có thể được rất nhiều thiện niệm chi lực gia trì. Chính mình lần thứ nhất cứu trợ đôi ông cháu thuyết thư kia, kỳ thật cũng là chợt có lòng thiện niệm, cùng thuộc loại này. Thì ra là thế, Hàn Huynh trước ngươi làm việc thiện tuy nhiều, lại là vì cố tình trảm thi mà làm, trong lòng có chấp niệm và lòng mưu lợi, mới không đạt được bao nhiêu công đức tử Linh cũng là người thông tuệ Hàn lập vừa đề cập một chút nàng lập tức hiểu ra bây giờ nếu biết nguyên nhân sẽ dễ hơn nhiều mặt hàn lập lộ vẻ tươi cười nhiều ngày lo lắng đã quét sạch sành xanh 7 năm sau một nơi yên tĩnh tại tương ấp một cửa hàng đã đổi chủ là một đôi vợ chồng thanh niên đổi cửa hàng tạp hóa lúc đầu thành y dược quán buôn bán dược liệu đồng thời trị bệnh cứu người niên kỷ đôi vợ chồng này mặc dù không cao y thuật lại cực kỳ cao Minh không chỉ phàm nhân bình thường ốm đau vừa trị đã khỏi, rất nhiều nan y tạp chứng cũng có thể xuất thủ điều trị, hiệu quả trị liệu cực tốt. Mà đôi vợ chồng này thu phí xem bệnh cực thấp, rất nhanh danh tiếng vang xa, truyền khắp phế thành. Trong lúc nhất thời, y dược quán vắng vẻ đông như chợ. Đôi vợ chồng này tự nhiên là Hàn Lập và Tử Linh, lấy tu vi cảnh giới hai người bây giờ, trị liệu ốm đau cho những phàm nhân này, còn có một số nghi nan tạp chứng khốn nhiễu phàm tục, tự nhiên mảy may không khó khăn. Trước đó, Hàn Lập bỏ ra dòng giã 7 năm, xem bản thân mình như một phàm nhân ở tòa thành nhỏ này, ở đây sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, kiệt lực quên đi ý nghĩ cá nhân, thậm chí là thân phận tu sĩ của mình. Sau đó, hắn thông qua những năm gần đây làm việc, từng giờ từng phút để giành được bạc, mua lại cửa hàng, mở lên y quán, phát ra từ lòng chân thành, trị bệnh cứu người không cầu hồi báo. Chỉ là loại tâm vô tư này, không phải nói đạt tới là có thể đạt tới. Hắn trị bệnh cứu người như vậy, cũng không khỏi xen lẫn ý nghĩ cá nhân, cũng không có thiện niệm chi lực giáng lâm. Trong 100 lần cứu người, nhiều nhất một hai lần có thể duy trì tâm linh vô tư. Bất quá Hàn Lập cũng không lo lắng, tiếp tục vừa trị bệnh cứu người, vừa phỏng đoán thiện chi chân ý. Y quán này rất nhanh đã mở 10 năm, từ một y quán mới trở thành một y quán cũ, đôi vợ chồng thanh niên kia cũng dần trở thành trung niên. Thời gian cực nhanh, thoáng một cái đã qua 30 năm, đôi vợ chồng thanh niên năm đó dần dần đi vào xế chiều. Từ từ tâm linh hàn lập trở nên thuần túy số lần vô tư cứu người càng ngày càng nhiều lấy được thiện niệm chi lực cũng càng nhiều cảm ứng thiện thi đột nhiên tăng mạnh trong nháy mắt hơn trăm năm trôi qua y dược quán này trở thành cửa hàng bách niên trở thành nơi nổi danh lâu năm trong phạm vi ngàn dặm trong đó trưởng quỹ cũng đã đổi mấy đời bên trong y dược quán hàn lập ngồi xếp bằng đêm mi thủy mục thần sắc yên tĩnh trên khuôn mặt chấp động một tầng oánh nhuận quang mang giống như bảo tướng phật đà tử linh đứng ở một bên yên lặng nhìn xem Hàn Lập. Giữa thần sắc nàng cũng ẩn chứa huỳnh quang, khí chất càng thêm thanh nhã. Những năm gần đây nàng đi theo bên cạnh Hàn Lập, cũng làm không ít việc thiện, được không ít thiện niệm gia trì. Tu Vi mặc dù không tiến triển gì lớn, nhưng phương diện thần hồn lại tiến bộ không nhỏ. Sau một hồi lâu, Hàn Lập mở to mắt, trong nội thất thoáng như xẹt qua hai tia chớp. Hàn Huynh, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng chứ. Tử Linh nhẹ giọng hỏi, cảm ứng thiện thi đã hoàn thành, bây giờ ta cũng đã phỏng đoán thấu triệt thiện chi chân ý, dùng phân thân chảm thi thuật, tám thành nắm chắc có thể chém dụng thiện thi. Hàn Lập nói, vậy là tốt rồi, tử linh nhẹ nhàng thở ra, Hàn Lập nhìn y quán đã ở trăm năm, mặc dù bây giờ tâm cảnh tu vi hắn cực cao, vẫn không chịu được có một tia quyến luyến. Đi thôi, hắn lắc đầu, cùng tử linh lặng yên đi ra y quán. Giờ phút này sắc trời còn chưa sáng tỏ, bên ngoài vẫn chưa có người đến coi bệnh. Hàn đạo hiểu, tử linh đạo hiếu hai vị muốn rời đi sao một thanh âm truyền đến lại là trưởng quý quán trà ly hải kia ly đạo hiếu những năm gần đây đã chiếu cố hàn lập chắp tay nghiêm mặt nói cái thi lễ này của hắn phát ra từ thực tâm năm đó nếu không có ly hải hắn cũng không có khả năng phát hiện vấn đề lúc làm việc thiện hàn đạo hiếu quá khách khí những năm gần đây tại hạ nào đã giúp gì ngược lại được hàn đạo hiếu chỉ điểm rất nhiều ly mỗ xin cảm ơn ly hải vội vàng đáp lễ lại hơn trăm năm qua sau khi Hàn Lập làm việc thiện, thường xuyên đến quán trà Ly Hải uống trà chuyện phiếm. Ly Hải mặc dù đã quyết tâm ẩn thế ở Hạc Cương Tiên vực, nhưng nhờ có Hàn Lập chỉ điểm, đối với chuyện tu luyện cũng lại cháy lên lên một tia tưởng niệm. Có đôi khi Hàn Lập nhìn như tùy ý nói mấy câu, đã có thể khiến cho gã thu hoạch không ít. Tại hạ lần thứ nhất nhìn thấy hai vị, liền biết các người không phải là thường nhân, Ly Mỗ xa xa không kịp. Sự tình hai vị làm, cũng vượt qua phạm vi tại hạ hiểu biết. Bất luận thế nào, cầu chúc hai vị hết thảy thuận lợi. Ly Hải nhìn Hàn Lập và Tử Linh, thần sắc nổi lên một tia phức tạp. Ly Đạo Hữu người cũng thế, ngày sau Hữu Duyên, Hàn Mỗ sẽ lại đến quán trà Ly Đạo Hữu uống trà. Hàn Lập cười ha ha một tiếng nói, luôn luôn hoan nghênh, Ly Hải mừng rỡ trong lòng, gật đầu mạnh, lúc gã ngẩng đầu lên, thân ảnh Hàn Lập và Tử Linh đã biến mất không thấy gì nữa. Ly Hải nhìn đường đi trống rỗng, không khỏi thẫn thờ một trận, đứng ngẩn ngơ ở đó thật lâu, lúc sau mới trở về quán trà gã nhìn xem phòng trà yên tĩnh, sự thẫn thờ trong lòng dần dần tán đi. Thế giới hàn lập và tử linh có thể đặc sắc vạn phần so với hoang thành này, khiến cho người muốn tới. Nhưng an tĩnh sinh hoạt ở hoang thành này, chưa chắc không phải một loại hạnh phúc khác. Trên mặt ly hải lộ ra một tia thỏa mãn, đi vào phía sau nội thất, bắt đầu chuẩn bị linh trà hôm nay. Hạ cương tiên vực, tại một chỗ dãy núi vô danh, hư không lóe lên lôi quang, thân ảnh hàn lập và tử linh nổi lên. Chính là chỗ này. Hàn Lập nhìn về phía một tòa sơn phong cao lớn phía trước, bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một đạo kiếm khí màu vàng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, như đâm vào đậu hũ chui vào trong vách núi. Kiếm khí phảng phất vật sống du tẩu trong vách núi, mấy hơi thở sau đã đào ra một tòa động phủ. Hạc cương tiên vực nơi này có thiên địa linh khí mỏng manh như vậy, đối với việc người chảm thi chỉ sợ bất lợi. Đôi mi thành tú tử linh nhẹ trao lại, nói, không sao, tu vi đến cảnh giới của ta, sớm đã có thể hấp thu thiên địa linh khí từ rất nhiều không gian nơi đây nguyên khí mỏng manh cũng không ảnh hưởng càng quan trọng hơn là ở chỗ này ta lĩnh ngộ thiện chi chân ý thần hồn rất phù hợp với chỗ tiên vực này ở đây chảm thi tỷ lệ thành công càng lớn hơn hàn lập nói nguyên lai còn có đạo lý bực này tử linh giật mình hàn lập lập tức mang theo tử linh bay vào trong động phủ bố trí chung quanh động phủ tầng tầng cấm chế sau đó quay người đi vào chỗ mật thất sâu nhất hàn huynh tử linh đột nhiên gọi hàn lập lại giữa thần sắc tràn đầy vẻ lo âu. Mỗi lần chảm thi, đối với bản thể, đều là một đại khảo nghiệm. Chảm thi thành công thì không nói, một khi thất bại, đối với bản thể sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Không cần lo lắng, phí nhiều chắc trở như vậy, lần này, ta mười phần chắc chín. Hàn lập cầm tay tử linh, tự tin cười một tiếng nói. Tử linh thấy hàn lập tự tin như vậy, gật đầu mạnh. Hàn lập buông tay tử linh ra, đi vào mật thất. Âm âm một tiếng, Đại môn mật thất khép lại, một tầng kim quang xuất hiện ở phía trên, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Chương 1319, ngồi xuống luận đạo thiện ác. Bên trong mật thất, Hàn Lập mang thần sắc cực kỳ ngưng trọng, đang tự tay khắc họa từng đường từng nét hoa văn, trận đồ lên mặt đất, tái hiện pháp trận trảm ác thi mà hắn từng sử dụng trước đây. Sau khi khắc họa xong toàn bộ hoa văn, Hàn Lập lại lấy ra một đống trận kỳ, trận bàn, bắt đầu tỉ mỉ bố trí. Pháp trận trảm thi vốn dĩ cực kỳ phức tạp, Tuy đã có chút kinh nghiệm, nhưng Hàn Lập vẫn phải bỏ ra trọn vẹn một ngày để sắp xếp hoàn mỹ hết thảy. Hiện giờ, trên mặt đất thình lình hiện ra một pháp trận với bố cục tương tự âm dương song ngư đồ. Bên trong pháp trận, vô số phù văn lớn chừng ngón cái không ngừng nhảy múa, tản phát trận trận tinh quang, biến không gian mật thất thành một mảnh tinh hải rực rỡ, sán lạn, cực kỳ đẹp mắt. Hàn Lập quét mắt đánh giá khắp nơi một lượt, rồi khẽ gật đầu hài lòng. Sau đó, hắn phất tay xuất ra một bộ địa tiên khôi lỗi, đặt tại vị trí âm ngư của pháp trận âm dương, còn bản thân thì đả tỏa tại dương ngư. Hàn lập hít sâu một hơi, thu liếm tâm thần, sau đó liền bấm niệm pháp quyết toàn lực thúc giục pháp trận. Một màn sáng hình bán cầu liền ngưng thực hiện ra, đồng thời bao phủ lấy thân hình hắn và bộ địa tiên khôi lỗi. Trên bề mặt quang cầu, cổ thụ, hỏa diễm, hàn khí, lôi điện. Đủ loại hình tượng thi nhau ngưng tụ thành vô số xiềng xích rồi lao bắn ra, cắm sâu vào các bộ vị khác nhau trên thân thể địa tiên khôi lỗi. Sau khi hoàn tất hết thảy, Hàn Lập mới yên tâm nhắm mắt tĩnh tọa, tiến vào không gian thức hải. Tình huống hiện tại hoàn toàn không giống với lần chảm ác khi trước đó. Bên trong thức hải của hắn yên tĩnh lạ thường. Ở phía trước là một gã Hàn Lập vận trường bào trắng muốt đang ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, dường như đang tập trung suy tư điều gì. Tới rồi à, Hàn Lập áo trắng chợt mở to mắt, khẽ liếc nhìn hắn bằng thần sắc điềm nhiên, bình thản, không mảy may hiển lộ chút địch ý. Ngươi ở đây chờ ta sao? hàn lập hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không quên âm thầm áp xúc lực lượng bất động thanh sắc hỏi ngươi không cần đề phòng như vậy ta không phải ác thi vẫn chưa có ý tứ động thủ với ngươi mà mời ngồi hàn lập áo trắng mỉm cười giơ tay ngỏ ý mời hư không đối diện hắn trở động rồi thình lình hiện ra một chiếc bồ đoàn và một bộ bàn trà trên mặt bàn đã có sẵn ấm trà cùng với hai chiếc chén hàn lập bất chợt hít vào một hơi hít mắt quan sát những vật này đều do lực lượng thần thức ngưng tụ nên thoạt nhìn chẳng khác đồ thật là bao kỹ năng điều khiển thần thức bực này hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được vậy mà gã thiện thi trước mặt chỉ khẽ phất tay là thành ngươi có ý gì tuy vậy hàn lập vẫn thản nhiên ngồi xuống phía đối diện ta và ngươi như hai cây sinh từ một gốc việc tam thi tranh đoạt thân thể với bản thể chính là thiên tính có điều để quyết định xem ai có quyền chiếm cứ thân thể chưa hẳn đã cần đến tranh đấu hàn lập áo trắng tự mình rót đầy hai chén trà rồi đưa một chén đến trước mặt hàn lập còn hắn tự mình nâng chén trà còn lại lên môi và khẽ nhấp một ngụm. Chúng ta thân là tu sĩ, nếu không thông qua tranh đấu để luận kết quả, vậy thì lấy gì để quyết định đây? Hàn lập khẽ liếc chén trà đang lơ lửng trước mặt, lạnh lùng hỏi. Rất đơn giản, luận đạo là được. Hàn lập áo trắng bật cười. Luận đạo, hàn lập nhíu mày, đúng vậy, ta muốn luận bàn đạo thiện ác với đạo hiếu. Nếu như câu trả lời của đạo hiếu có thể thỏa mãn được ta, vậy thì tại hạ nguyện ý buông tha việc tranh đoạt khối thân thể này. Hàn lập áo trắng từ tốn nói. a à, nghe xong, Hàn lập hơi nhướng mày. Đương nhiên, nếu như đáp án của đạo hữu không thể thỏa mãn được ta, vậy thì chớ trách tại hạ xuất thủ cưỡng đoạt. Hàn lập áo trắng thâm ý bồi thêm một câu. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Lệ mang trong mắt Hàn lập đại thịnh, hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhất thời, một luồng lực lượng thần thức vô cùng cường đại lập tức bộc phát, khiến cho không gian phụ cận chấn động ầm ầm. Dường như thiên địa nơi đây đang đồng thời phẫn nộ, bịch một tiếng, chén trà trong tay hàn lập áo trắng liền vỡ vụn hóa thành một đám khói tan đi nhanh chóng không hổ là ý thức của bản thể cũng có chút năng lực hàn lập áo trắng khẽ nhíu mày nhưng lập tức giãn ra ngay tựa tiếu phi tiếu nhìn hàn lập đang nói chuyện lòng bàn tay hắn chợt lóe hào quang tạo nên một chén trà mới tinh ngươi đã muốn luận đạo ta tất nhiên sẽ phụng bồi có gì muốn hỏi ngươi cứ việc nói đi hàn lập mặt không biểu tình nói đồng thời khí thế kinh người quanh thân hắn nhanh chóng rút đi như thủy triều được xin hỏi các hạ vì cớ gì mà người lại phân ra thiện ác hàn lập áo trắng hỏi người vốn bất phân thiện ác thứ được gọi là thiện ác chẳng qua là lòng người hàn lập bình thản đáp trước đây nếu như bắt hắn luận đàm thiện ác e rằng ngay cả nguyên cớ căn bản nhất hắn cũng không nói được nhưng hàn lập đã trải qua trăm năm nhập thế chìm đắm trong nhân sinh tại tương ấp tiểu thành nọ đồng thời trong lúc nhàn hạ hắn cũng đã đọc qua không ít kinh thư điển tịch hai yếu tố này kết hợp lại đã khiến cho nhận thức cảm mộ của hàn lập đối với thiện ác của thế nhân tiến một bước dài tục ngữ có câu thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo nhưng thực tế lại không như vậy trên đời có rất nhiều người làm việc thiện thế nhưng gia cảnh lại nghèo rất mồng tơi lại có kẻ làm nhiều việc ác nhưng cả đời tiêu dao khoái hoạt đây là vì sao hàn lập áo trắng lại hỏi đạo hữu hỏi việc này khác nào kẻ bị tán cây che mắt không thể nhìn thấy thái sơn thế nào là thiện thế nào là ác không phải chỉ xem xét hời hợt bề ngoài là có thể phán đoán được. Chỉ cần đem lại lợi ích cho người khác, chỉ cần tốt cho hậu thế, thì dẫu có chửi mắng, có đánh người cũng vẫn là thiện Trái lại, nếu như chỉ vì đạt được mục đích cá nhân, thì dù có tỏ ra kính trọng, hỏa ái bao nhiêu, cũng sẽ biến thành nịnh hót sáo giống, biến thành ác. Một người thích đức hành thiện, dù nhất thời nghèo khó, nhưng hậu thế lại có thể phát đạt. Còn kẻ chỉ vì đầu cơ trục lợi, thì sinh thời dẫu có phú quý đến đâu, cũng chưa chắc đã có kết cục tốt. Hàn Lập trả lời một mạch, tựa như nước chảy mây trôi. Hàn Lập áo trắng nghe xong sờ sờ cầm một lúc, lại lập tức truy vấn. Vậy thế nào là thiện, thế nào là ác? Việc lợi mình, lợi người là thiện. Việc hại mình, lợi người là đại thiện. Việc hại mình, hại người là ác. Việc lợi mình, hại người là đại ác. Hàn Lập bình thản đáp, cứ làm việc có lợi cho người khác thì có thể xưng là thiện sao? Hàn Lập áo trắng nhàn nhạt hỏi, không thể, cho dù có ý vì thiện và không tiếp nhận hồi báo nhưng một khi đã mang theo mục đích đi làm việc thiện thì vĩnh viễn là giả nhân giả nghĩa giữ tâm trinh bạch mà hành thiện không cầu hồi báo mới là chân thiện hàn lập lắc đầu một ông lão trượt chân ngã xuống nước một tiểu thương trẻ tuổi dọc đường đi qua liền cứu ông lão lên sau đó ông lão lấy ra một thỏi bạc để tạ lễ tiểu thương kia vui vẻ nhận lấy vậy hành động cứu người đó có phải vì thiện hay không hàn lập áo trắng tỏ vẻ hài lòng nhưng vẫn tiếp tục hỏi thiện hàn lập khẳng định chắc như đinh đóng cột theo như ngươi vừa nói không cầu hồi báo mới là chân thiện vậy thì tiểu thương kia nhận bạc chẳng lẽ không phải tiếp nhận hồi báo hay sao làm sao có thể xưng là thiện hàn lập áo trắng truy vấn bất luận lúc trước tiểu thương kia cứu người có nghĩ tới hồi báo hay không chỉ cần việc này truyền đi về sau nhất định sẽ khích lệ cái tâm hành thiện của người đời chỉ cần việc đó có lợi cho chúng sinh thì đều có thể xưng là thiện hàn lập khẳng định thế gian có câu người tốt dễ bị lừa gạt đạo hữu có kiến giải thế nào hàn lập áo trắng lại hỏi thế gian quả thực không thiếu những chuyện như vậy nhưng cũng chỉ là số ít và cũng không phải là loại hành vi phổ biến chúng ta nên lấy trí lớn để bao dung hết thảy những bất công này như vậy mới có thể đứng ở thế bất bại nếu như chúng ta lại vì thế mà sinh lòng oán hận ắt sẽ trở nên tầm thường hàn lập nghiêm nghị đáp không thể tưởng được kiến giải của đạo hữu về chân thiện lại sâu xa như vậy bội phục tại hạ còn một câu sau cùng xin đạo hữu giải đáp cho Hàn lập áo trắng im lặng hồi lâu, rồi thở dài một hơi. Mời nói, Hàn lập mỉm cười, thế nhân trong lúc luận đạo, nói lý thường huynh hoang, khoác lác, nhưng đến khi hành động thì đa phần lại nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Tuy đạo hữu quả thực am hiểu chân thiện, nhưng cụ thể thì chúng ta nên tu thiện như thế nào? Ánh mắt thiện thì sáng ngời, chăm chú nhìn Hàn lập. Vạn pháp trên đời, không lấy không bỏ, hết thảy sự tình, không nhiễm không chấp trong mọi hoàn cảnh, bất động bất biến, mọi nơi mọi lúc luôn tạo thuận lợi thuận theo chúng sinh, làm điều hoan hỷ. Ấy chính là phương pháp tu thiện. Hàn lập trầm ngâm một lát rồi chậm rãi mở miệng, dành giọt nói ra từng chữ một. Vạn pháp trên đời, không lấy không bỏ, hết thảy sự tình, không nhiễm không chấp, trong mọi hoàn cảnh, bất động bất biến, mọi nơi mọi lúc, luôn tạo thuận lợi. Hàn lập áo trắng bất giác thì thào lầm bẩm theo. Ha ha, hay lắm, bốn câu nói này của đạo hữu đúng là tuyệt diệu. Tại hạ bội phục, bỗng hàn lập áo trắng vỗ tay cười lớn, tâm tình sảng khoái vô cùng. Theo tiếng cười vang xa, thiện thi hóa thành một luồng bạch quang bay đi, dường như muốn thoát ly thức hải. Có điều, không gian thức hải tỏa ra một loại hấp lực vô hình, không để cho bạch quang cứ thế rời đi. Hàn Lập thấy vậy liền mừng thầm trong lòng, ánh mắt hắn ngưng trọng, hai tay đồng thời nâng quá đầu, rồi mãnh liệt bổ xuống, đồng thời quát lớn. "Trảm!" Một luồng kiếm ảnh sắc bén vô song thình lình xuất hiện trong thức hải Hàn Lập, dường như chia đôi bầu trời. Xoẹt một tiếng, mối liên hệ giữa thức hải của Hàn Lập và Bạch Quang do thiện thi biến thành lập tức bị chặt đứt. Vèo một tiếng, Bạch Quang nhanh chóng bay vọt đi, bên trong mật thất, Hàn Lập liền mở bừng cặp mắt. Một luồng Bạch Quang từ trong cơ thể hắn bay ra, thân thể Hàn Lập run rẩy kịch liệt, phần nửa tiên linh lực và thời gian tinh đi cũng bị chia lìa theo sự ly khai của luồng Bạch Quang. Bạch Quang lóe lên một cái liền chui vào thân thể địa tiên khôi lỗi ở nửa kia của pháp trận. Gương mặt Hàn Lập đỏ bừng, thất khiếu chảy máu, đau đớn rên hừ hừ. Tuy rằng gần một nửa tiên linh lực và lực lượng pháp tắc đã bị thiện thi lấy đi, nhưng tiên khiếu thứ 1320 trên thân hắn bỗng nhiên được quán thông. Tu vi của Hàn Lập rốt cuộc cũng đạt đến cảnh giới đại la hậu kỳ. O, O, N, G một tiếng, một loại lực lượng vô hình đột nhiên hàng lâm, bao trùm thân thể Hàn Lập. Hư không xung quanh hắn vặn vẹo liên tục, dường như cách ly Hàn Lập với ngoại giới. Thân thể hắn tự động bay lên lơ lửng giữa không trung. Hư không trên đỉnh đầu Hàn Lập đột nhiên nứt toác, lộ ra một mảnh hải dương vàng rực, vô cùng vô tận. Mảnh hải dương này tỏa ra một luồng lực lượng pháp tắc khủng bố, bao bọc thân thể hắn. Sắc mặt Hàn Lập đại biến, hắn cảm thấy một tia ý chí của thiên đạo, ẩn chứa một loại quy tắc xâm nghiêm nào đó tỏa ra từ mảnh hải dương vàng rực kia. Mặc dù thực lực của Hàn Lập hiện giờ đã 10 phần tiếp cận tiên nhân đỉnh phong, nhưng đứng trước loại lực lượng khủng bố này, hắn thủy chung vẫn cảm giác bản thân chẳng khác nào con sâu cái kiến, không thể mảy may kháng cự. Ngay cả những tồn tại cấp bậc đạo tổ như Cốt Hoàng hay Luân Hồi Điện Chủ, tuy rằng khí thức của bọn họ cực kỳ khổng lồ, nhưng so với mảnh hải dương vàng rực này vẫn kém quá nhiều. Mảnh hải dương này, lẽ nào chính là pháp tắc thời gian của thiên đạo, nội tâm hàn lập đại chấn, lầm bẩm một mình. Đúng lúc này, mảnh hải dương vàng rực đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt một hồi. Sau đó một khắc, một luồng kim quang từ bên trong phóng vọt ra, tự động quán chú, tiến nhập cơ thể hắn. Kim quang này ẩn chứa lực lượng pháp tắc thời gian pháp tắc vô cùng cường đại, trực tiếp dung nhập với lực lượng pháp tắc trong cơ thể Hàn Lập. Toàn thân hắn đại phóng kim quang, bao nhiêu hao tổn vì chảm thi lúc trước nhanh chóng khôi phục. Chỉ sau vài hơi thở, khí tức của Hàn Lập đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Thời gian tinh ti cũng cấp tốc ngưng tụ theo, đảo mắt một cái, số lượng tinh ti đã khôi phục đầy đủ 1.800 sợi. Mà hư không phụ cận vẫn cứ tiếp tục cuồn cuộn không thôi từng đợt từng đợt thiên địa nguyên khí khổng lồ không ngừng tuôn trào nhao nhao thẩm thấu vào cơ thể hàn lập phần tiên linh lực bị hao hụt lúc trước lập tức được bù đắp trong nháy mắt đã khôi phục như cũ tại một gian phòng bên trong động thiên tử linh vốn đang khoanh chân đả tọa bỗng nhiên mở mắt dường như phát giác được chuyện gì đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy kinh nghi nhìn về phía mật thất nơi hàn lập đang bế quan chương 1320, nghìn quy túc thiên đình thiên thời phong nơi đây được bao quanh bởi tường vân màu vàng từng đoàn nối tiếp từng đoàn, tầng tầng lớp lớp, biến ảo khó lường. Trên kim vân đứng vững một tòa bia đá cao vạn trượt, tản mát ra đạo đạo hào quang màu vàng, lưu chuyển không ngừng. Trên tấm bia đá khắc từng văn tự màu vàng, nhìn tựa hồ là danh tự của người nào đó, có lớn có nhỏ. Những danh tự màu vàng này dựa theo lớn nhỏ, sắp từ trên xuống dưới. Phía trên cao là mấy danh tự lớn nhất, trong đó có một cái tên thình lình chính là Hàn Lập, xếp ở vị trí thứ ba. Vào thời khắc này, Tên Hàn Lập trên tấm bia đá đột nhiên đại thịnh kim quang, đồng thời cấp tốc biến lớn, bỗng nhiên nhảy lên phía trước, chen lên hai danh tự phía trên, chiếm cứ vị trí thứ nhất. Hư không nơi nào đó phía trước cự bia bất chợt chấn động một hồi, một nam tử áo trắng ngồi trên xe lăn trống rỗng xuất hiện. Đứng bên cạnh nam tử ngồi xe lăn là một thân ảnh, là một thiếu niên nhanh nhẹn, mặc trường bào màu vàng, làn da cũng có màu hoàng kim, nhìn tôn quý không gì sánh được. Tỏa ra mạnh nhất trên thân người này chính là hai mắt trong khi nhìn quanh chấp động lên kim quang như mộng ảo làm cho không ai có thể nhìn gần tựa hồ một loại thiên địa pháp tác siêu việt nào đó làm sao có thể hàn lập vậy mà đã đạt đến đại la hầu kỳ thiếu niên mặc kim bào nhìn thấy biến hóa trên tấm bia đá trên mặt lộ ra thần sắc khó tin la lớn lên xem ra hàn lập này sớm hơn ngươi một bước rồi nam tử ngồi xe lăn nhìn tấm bia đá khẽ cười nói thuộc hạ vô năng xin trí tôn giáng tội sắc mặt thiếu niên mặc kim bào đại biến lập tức phủ phục quỳ dạp xuống đất. Hàn lập kế thừa y bát tu vi nhanh hơn ngươi một bước cũng coi như bình thường. Chỉ là ta cũng bỏ ra tâm tư bồi dưỡng ngươi, chớ khiến ta thất vọng. Nam tử ngồi xe lăn từ tốn nói, sau đó thân ảnh lóe lên biến mất. Thiếu niên mặc kim bào nằm dạp trên mặt đất thật lâu, chờ khí tức nam tử ngồi xe lăn đã biến mất hoàn toàn, mới dám đứng lên. Hàn lập, hàn lập, gã nhìn tên hàn lập trên tấm bia đá, thân sắc dư tợn, lập tức thân ảnh cũng nhoáng một cái rồi biến mất. Trong mật thất của một dãy núi vô danh, bên trong hải dương màu vàng óng, kim quang phủ xuống vẫn không ngừng lại, thời gian pháp tác chi lực cuồn cuộn tiếp tục rót vào thể nội hàn lập. Thiên địa nguyên khí của hư không chung quanh cũng không ngừng thẩm thấu đến, tụ đến ù ù. Trên thân hàn lập, 1800 huyền khiếu và 1320 tiên khiếu chấp động không thôi, thân thể của hắn phảng phất một cái động không đáy, bất luận thời gian pháp tác và thiên địa nguyên khí đến bao nhiêu, đều được dung nạp vào. Trong cơ thể hắn, tiên linh lực nhanh chóng tăng lên, thời gian pháp tắc chi lực cũng tiếp tục bạo tăng. Tuy nhiên số lượng thời gian pháp tắc tinh ti cũng không gia tăng, mà mỗi một sợi pháp tắc tinh ti đều tỏa ra trận trận ánh vàng, thình lình dần dần trở nên thô to. ầm ầm, một cỗ khí thức càng ngày càng khổng lồ từ trên thân hàn lập tản ra, cấm chế ra chỉ chung quanh mật thất rung động ù ù, tựa hồ không chịu nổi cỗ uy áp này. Trên vách tường mật thất hiện ra từng vết nứt, càng lúc càng lớn, muốn triệt để sụp đổ. Vào thời khắc này, một đạo hào quang màu vàng từ trên thân hàn lập bắn ra, đảo qua vách tường phụ cận. Vết dạn trên vách tường thình lình từ lớn biến thành nhỏ, mấy hơi thở đã hoàn toàn biến mất. Khí tức trên thân Hàn Lập phấn chấn bừng bừng, rất nhanh lại đánh cho vách tường rách tả tơi. Nhưng kim quang lại đến, phục hồi vách tường như cũ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, một ngày một đêm đã trôi qua rất nhanh. Toàn thân Hàn Lập lượn lờ kim quang, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Nhục thể của hắn giờ phút này hiện ra cảm giác hơi mờ, có thể thấy rõ 1.800 đạo thời gian pháp tắc tinh ti. Những pháp tắc tinh ti này giờ phút này thình lình thô to hơn gấp 10 lần, giống như xiềng xích quấn quanh các nơi thân thể hắn, nhìn không thể phá vỡ. Hàn lập tản ra khí tức sâu như biển, so với cốt hoàng kia mảy may cũng không thua kém, chỉ là so với luân hồi điện chủ sâu không lường được kia, cảm giác vẫn kém hơn một chút. Vào thời khắc này, hải dương màu vàng óng trên đỉnh đầu hắn đột nhiên nổi lên sóng gió, rất nhanh lóe lên biến mất, đạo kim quang kia rơi xuống cũng biến mất theo. Hư không vỡ vụn cũng nhanh chóng được lấp đầy, hết thảy trong mật thất cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Kim quang bên ngoài thân Hàn Lập nhanh chóng phiêu tán, chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống. Giờ phút này, trên thân hắn không có chút cảm giác cường đại, tiên linh lực và khí thức thời gian pháp tắc đều không thấy, cả người phảng phất một người thế tục chưa bao giờ tu luyện qua. Trong mật thất, pháp trận giờ phút này đã sớm sụp đổ, không còn gì nữa. Thiện thi phụ thể địa tiên khôi lỗi đã được tự do từ lâu, bất quá gã cũng không dị động, một mực lẳng lặng đứng tại một nơi hẻo lánh trong mật thất thiện thi dò xét trên dưới hàn lập trong mắt đột nhiên hiện lên một tia sợ hãi ngay một ngày một đêm trước gã còn có địa vị ngang với hàn lập tiêu sái tự nhiên tán phiếm luận đạo thời khắc này hàn lập lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất chợt nhìn phảng phất một phàm nhân thần thức dò xét qua cả người hắn phảng phất một mảnh biển cả sâu không lường được bất luận gã cảm ứng thế nào cũng nhìn không thấu hàn lập sâu cạn ngược lại bản thân có loại cảm giác bị hút vào vội vàng thu hồi thần thức chúc mừng đạo hiếu tiến giai đại la hậu kỳ thời gian pháp tác đại thành thiện thi chắp tay nói còn phải đa tạ đạo hữu thành toàn hàn lập mở to mắt cười nhạt nói lấy thần thông đạo hiếu cho dù tại hạ lưu luyến không đi cuối cùng cũng sẽ bị chém ra sao lại nói thành toàn chứ thiện thi lắc đầu lạnh nhạt nói bộ địa trích hóa thân này là ta tỉ mỉ luyện chế ra hẳn là coi như phù hợp với đạo hiếu hàn lập nhìn về phía thiện thi phụ thể địa tiên khôi lỗi rất phù hợp đa tạ đạo hữu tìm một thân thể tốt như thế thiện thi nhìn thân thể của mình mừng rỡ cười nói hàn đạo hữu tại hạ chủ động rời đi mặc dù không tính là công lao lớn gì đối với đạo hữu tốt xấu gì cũng coi như bớt đi một chút phiền toái ta có một điều thỉnh cầu mong rằng đạo hữu có thể thành toàn thiện thi nhìn hàn lập chắp tay nói ngươi cứ nói hàn lập cũng không kinh ngạc nói trước đó thiện thi chủ động rời đi hắn đã đoán được giờ phút này hàn đạo hữu lần này tiến giai đại la học kỳ tiếp theo chỉ sợ sẽ đi luân hồi điện trước bây giờ thực lực đạo hữu cường đại tự nhiên không sợ chỉ là tại hạ không muốn tham dự đến tranh đấu của các ngươi thiện thi nói ngươi muốn rời đi ánh mắt hàn lập khẽ động hỏi đạo hữu ngươi yên tâm ta sẽ không đầu nhập luân hồi điện hoặc là thiên đình đối địch với ngươi từ trong cử động làm việc thiện khắp nơi của đạo hữu trước đó ta muốn tiếp tục con đường này đi khắp các nơi chân tiên giới tạo phúc thiên hạ lê dân truy cầu cảnh giới trí thiện thiện thi nói ra ánh mắt thanh tịnh không gì sánh được đạo hữu đã có tâm nguyện này hàn mỗ tự nhiên thành toàn hàn lập im lặng một lát gật đầu nói vậy tại hạ liền cáo từ đạo hữu bảo trọng thiện thi nghe vậy vui mừng chắp tay với hàn lập lời còn chưa dứt trên người gã lóe lên kim quang thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ không còn tâm tích hàn lập đứng lẳng lặng nơi đó cũng không để ý thiện thi rời đi thiện thi đi cũng tốt giữ ở bên người hắn lúc nào cũng phải đề phòng hắn rất nhanh lần nữa nhắm mắt lại cảm ứng cảnh giới tu vi biến hóa trên thân trên mặt từ từ lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng hàn lập trước đó đoán được tiến giai đến đại la hậu kỳ thực lực sẽ phát sinh biến hóa cực lớn giờ phút này thật tiến cấp tới đại la hậu kỳ hắn mới phát hiện chính mình lúc trước cân nhắc vẫn quá đơn giản bây giờ hắn đặt chân đến một cảnh giới hoàn toàn mới hết thảy chung quanh tựa hồ không giống với lúc trước hàn lập đưa tay sờ hư không bên cạnh không vận khởi bất luận tiên linh lực gì lực lượng pháp tắc hay là nhục thân chi lực gì cả phốc một tiếng vang nhỏ hư không giống như mặt nước rung động sau đó bạo liệt ra một lỗ thủng không gian đường kính lớn hơn trượng xuất hiện trong mật thất từng mảnh vỡ không gian từ trong lỗ thủng bắn ra đánh về phía vách tường bên cạnh tâm niệm hắn khẽ động những mảnh vỡ không gian bắn ra kia lập tức bị đình trệ ngay tại chỗ tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại Hàn lập nhìn về phía bàn tay của mình, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Giờ phút này hắn cảm giác giống như mình bị một loại sức mạnh huyền diệu nào đó phụ thể, có loại cảm giác khống chế thế giới xung quanh, phảng phất chính mình biến thành tồn tại không gì không làm được, có thể tùy tiện khống chế một phương thiên địa. Hàn lập chậm rãi vận khởi bàn tay khống chi lực này, nhìn lại chung quanh, toàn bộ hạc cương tiên vực thình lình đều nằm dưới mí mắt hắn, bất kỳ địa phương nào cũng không thoát khỏi ánh mắt của hắn, so với trước đó rõ ràng hơn gấp 10 lần, Thiện thi giờ phút này xuất hiện trong một tòa hoang thành, quan sát tình huống trong thành. Vị trí của gã trong tòa hoang thành kia, chính là chỗ ly hải chiêu đãi khách nhân lúc trước. Không chỉ có hạc cương tiên vực, tiên vực phụ cận, còn có một ít vị diện hạ giới cũng có thể tùy tiện nhìn thấy, như xem vân tay. Đây chẳng lẽ là thiên đạo chi lực, mặt hàn lập lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, tự lẩm bẩm. Hắn đã thấy trong điển tịch, tu luyện một loại pháp tác tới tuyệt đỉnh, có thể câu thông cùng thiên địa đại đạo, đạt được đại đạo chi lực gia trì, giờ tay nhấc chân là có thể thi triển ra uy năng hủy thiên diệt địa. Chỉ là loại cảnh giới này, chỉ có đạo tổ mới có thể đạt tới, bây giờ hắn bất quá mới là đại la hậu kỳ, làm sao lại câu thông được cùng thiên đạo. Ý niệm trong lòng hàn lập chuyển động, đưa tay vô hư không một cái. Trong thiên ngoại hư không trên đỉnh đầu hắn ba động kịch liệt, một bàn tay màu vàng óng to lớn vô cùng nổi lên, bao phủ cả ức vạn giảm thiên ngoại hư không, đột nhiên vỗ xuống ầm ầm một cỗ ba động lực lượng vô cùng kinh khủng từ trên bàn tay lớn màu vàng óng tuôn ra dưới cự trường những thiên thạch các loại cơn bão năng lượng kia đều bạo liệt giải thể biến thành hư vô hư không của thiên ngoại không gian cũng ầm vang vỡ vụn hiện ra một lỗ đen đáng sợ lớn ức vạn dặm phát ra cỗ thôn phệ chi lực đáng sợ hút lấy hết thảy chung quanh nhưng ngay lúc này bàn tay lớn màu vàng óng nhẹ nhàng trà một cái lỗ đen đáng sợ trong nháy mắt được lấp đầy biến mất không còn tâm tích bàn tay lớn màu vàng óng cũng biến mất theo, thiên ngoại hư không ba động một trận kịch liệt, chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Trong mật thất, Hàn Lập thu hồi thủ trưởng, mặt lộ vẻ vui mừng. Trải qua thử luyện, hắn đã xác nhận mình quả thật có thể câu thông thiên đạo chi lực. Về phần tại sao như vậy, có thể là vì hắn tu luyện chính là tam đại trí tôn pháp tắc, không giống với pháp tắc bình thường. Lấy thực lực lúc này của hắn, cho dù đối mặt tồn tại đạo tổ, cũng không sợ chút nào. Trong lòng Hàn Lập đột nhiên giật mình, Khó trách Luân Hồi Điện chủ, còn có Ma chủ, hai đại cự đầu này rõ ràng chỉ là đại la cảnh, lại đáng sợ như thế, hơn xa đạo tổ bình thường, thiên đình cũng phi thường kiêng kỵ. Bất quá chỉ cần hắn tiếp tục tinh tiến tu vi, đạt tới đại la đỉnh phong, chưa hẳn sẽ yếu hơn Luân Hồi Điện chủ hay là Ma chủ. Hàn Lập nhìn phía trước, trong lòng tràn đầy hào hùng. Giờ phút này, rốt cuộc đã chân chính đứng ở đỉnh phong tiên nhân. Uyển Nhi, chờ ta, chẳng mấy chốc ta sẽ cứu nàng ra." Hàn Lập âm thầm nói hắn khẽ thở một hơi, đè xuống vui sướng trong lòng, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này mặc dù hắn tiến dài đại la hậu kỳ, nhưng cảnh giới còn có chút bất ổn, cần củng cố một phen. Tâm niệm hàn lập vừa động, mở ra linh vực, đồng thời thôi động quang âm thiên tuyển đại trận. Tốc độ thời gian trong linh vực trôi qua lập tức tăng nhanh 10 vạn lần. Thời gian pháp tắc của hắn lần nữa tiến nhanh, thần thông gia tốc thời gian càng tiến thêm một bước. Không chỉ như vậy, Giờ phút này Hàn Lập điều khiển thiên địa linh khí cũng đề cao không biết bao nhiêu lần, bấm niệm pháp quyết dẫn một cái, thiên địa nguyên khí cuồn cuộn rót vào trong quang âm thiên tuyển đại trận, duy trì vận chuyển. Tốc độ quang âm thiên tuyển đại trận tiêu hao tiên nguyên thạch lập tức đại giảm. Hàn Lập khoanh chân ngồi xuống, vạn đạo kim quang nổi lên, bao phủ thân thể hắn. Chương 1321, biến đổi liên tục. Trung thổ tiên vực, Nam Hải, một tòa tiên vực nằm trên đất liền gọi là Nam Chiêm Đại Lục, nơi cực nam này là một dãy núi kéo dài mấy chục vạn dặm ở ven biển. Ở trung tâm nằm giải rác 98 tòa địa mạch núi lửa, tất cả vẫn còn đang hoạt động. Nhưng núi lửa này hầu như cách mỗi trăm năm, sẽ có một đến hai chỗ phun trào một lần. Mỗi lần như vậy sẽ hấp dẫn vô số người đặt chân đến Nam Chiêm Đại Lục. Trong đó cũng có rất nhiều tán tu, người của Tiểu Tiên gia, Tông Môn đến vây xem. Những người này tất nhiên cũng không phải quá rảnh rỗi đi chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời này, mà là muốn tìm vận may. Khi núi lửa phun trào, ở trong nham tương có thể xuất hiện một loại linh tài gọi là hỏa luyện thạch. Suốt những năm qua thiên đình đều mở một con mắt, nhắm một con mắt đối với việc này, mặc kệ cho bọn họ dựa vào vận khí mà thu hoạch được tiên duyên. Nhưng năm nay tình huống lại có chút khác biệt, theo dự đoán, sắp tới sẽ có 17 tòa núi lửa đồng thời bộc phát. Ngay khi đấu hiệu của việc phun trào xuất hiện, liền bị tiên sứ trong chấn thiên lâu của Nam Chiêm Đại Lục xuất thủ, dẫn hỏa mạch ra ngoài biển. Cuối cùng làm chuyện này đến đây là chấm dứt. Ở trên đại lục, các tán tu, tu sĩ cũng không một lời oán than. Bởi vì thịnh hội lớn nhất chân tiên giới bổ đề yến sắp được tổ chức. Ở nơi cực tây của 98 ngọn núi lửa này, có một nơi cực kỳ quan trọng của thiên đình, một tòa ứng thiên môn đứng lẳng lặng ở trung tâm dãy núi. Tòa ứng thiên môn này chính là cánh cửa phía nam để tiên vực khác đi vào trung thổ tiên vực, thường được gọi là nam thiên môn. Nơi đây gọi là cửa, thực ra là một trận pháp truyền tống to lớn. Ở giữa trung tâm xây dựng mấy vạn tòa pháp trận truyền tống lớn nhỏ, kết nối với 35 vực khác trong 36 đại vực, đồng thời có thể truyền tống một lúc mấy chục vạn người. Khi thiên môn mở cửa, đã xây dựng nên một đầu thông đạo không gian câu thông 35 đại tiên vực, giúp cho lưỡng giới qua lại không còn gặp trở ngại nữa. Thực tế, chấn thiên lâu cũng giống ứng thiên môn, cũng có ba tòa. Trung thổ tiên vực là hạch tâm của chân tiên giới, trong vực tổng cộng có cửu châu tứ hải, trong đó mỗi châu là một khối lãnh thổ đại lục vô biên, lại bị bốn đại dương minh mông ngăn cách, mới phân ra bố cục như hiện tại. Trong đó, ngoại trừ thiên cung đại lục ở trung tâm cửu châu Tứ Hải chính là căn cơ của thiên đình, còn có đông thắng đại lục, tây hạ đại lục, nam chiêm đại lục và bắc câu đại lục, phân bố ở đông nam tây bắc giữa Tứ Hải. Trên bốn tòa đại lục, đều độc lập có một tòa chấn thiên lâu và một tòa ứng thiên môn. Trong đó mỗi tòa ứng thiên môn là chỗ câu thông với thiên môn của tiên vực khác, đều có thần tướng chấn thủ và tuần tra. Chấn thủ tại hạch tâm mỗi một tòa chấn thiên lâu của tiên vực, trên lầu các đều có đạo tổ chấn thủ. Vì bồ đề yến sắp tới, các đại tiên vực chân tiên giới đã bắt đầu liên tục có đại lượng tu sĩ tập kết về phía trung thổ tiên vực. Trong đó ngoại trừ đạt được bồ đề lệnh có thể tham dự thịnh yến lần này, thì càng có nhiều người tới đây chỉ để ngắm nhìn phong cảnh của tiên vực đứng đầu tiên giới, đồng thời cũng hy vọng có cơ hội hưởng thụ được phúc lợi do thịnh hội mang đến. Tuy bồ đề yến được tổ chức ở thiên cung đại lục, nhưng trên những tòa đại lục khác cũng có các loại thịnh hội vừa và nhỏ đang diễn ra. Đến lúc đó tàn mạn khắp nơi tại toàn bộ chân tiên giới, các loại kỳ chân dị bảo sẽ được tụ tập đến đây, các loại giám bảo và đấu giá đại hội cũng nổi lên khắp nơi. Thử hỏi có kẻ tu hành nào lại không muốn nhân cơ hội này tham quan thỏa thích, cũng không muốn thu lợi đây. Nhưng bởi vì nghênh đón lần vạn cổ thịnh hội này, thiên đình gánh chịu áp lực không nhỏ. Dù sao đến khi thịnh hội chính thức bắt đầu diễn ra, tu sĩ gấp 10, thậm chí gấp mười mấy lần sẽ tràn vào trung thổ tiên vực, cho dù phòng thủ nghiêm ngặt thế nào đi chăng nữa, cũng khó đảm bảo không có cá lọt lưới. Phệ phản tiên vực, trên một cánh đồng tuyết rộng minh mông mười mấy vạn dặm, khắp nơi lóe lên từng đoàn từng đoàn hỏa diễm đỏ tươi tựa như đóa sen đỏ đang nở rộ trên mặt đất. Lộng lấy sắc đỏ tươi, bao trùm cả bình nguyên gió tuyết, thiêu đốt ra từng vết tích cháy đen. Một vùng linh vực đỏ tươi to lớn vô cùng bao phủ cánh đồng tuyết hoang vu này. Những bông tuyết xì rào rơi xuống không gian linh vực này, trong nháy mắt liền bị cuồn cuộn sóng nhiệt bốc hơi, cơ bản không thể chạm xuống mặt đất trơ trọi đầy cát đá. Trung tâm cánh đồng tuyết trắng, trong một hố sâu vạn trường, có một thân ảnh mặc thanh đồng giáp trụ đang nằm vất vưởng, là cơ thể một tu sĩ yêu tộc nhưng đầu lâu cũng chỉ còn lại một nửa. Đồng thời trên thân chảy ra máu tươi kim sắc, có thể nhận ra y khi còn sống tu vi cũng không hề yếu. Dù còn lại nửa khuôn mặt, vẫn có thể nhìn ra đây là một đầu chó săn, có điều quá mức tanh tưởi mùi máu tươi. Thực tế người này trong phản phệ tiên vực, chính là vạn yêu quật, lão tổ của tông môn yêu tu lớn nhất, cảnh giới cũng đã đạt tới đại la hậu kỳ. Vốn y chuẩn bị mang theo mấy vị đệ tử thân truyền đi về trung thổ tiên vực tham gia bồ đề yến. Kết quả trên đường tiến về trận pháp truyền tống thì bị người ám sát. Mỗi y miến cứng lưu lại toàn thây, tất cả đệ tử còn lại đã hôi phi yên diệt, ngay cả một hạt bụi cũng không lưu lại. Âm ừ một âm thanh nặng nề vang lên, một thân ảnh nam tử cao lớn trần trụi, từ ngoài hố to nhảy mạnh xuống, đi tới bên cạnh tàn thi. Một đầu tóc đỏ quan dài, rối tung rũ xuống, gương mặt góc cạnh bình tĩnh như nước, nhìn không ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Trên làn da trần trụi ấy vẫn như ẩn như hiện từng đạo hỏa vân chấm đỏ, một sáng một tối lóe lên, tỏa ra khí tức thiêu đốt, khiến hư không xung quanh cũng có chút vạn vẹo. Gã cúi người xuống nhặt lên một cái bồ đề lệnh từ trên thi thể của yêu tu, lau chùi vết máu còn đọng trên đó, trong miệng phát ra tiếng cười ngạo nghễ, tiện tay ném ra ngoài hố. Ở bên ngoài hố to, một nữ tử váy đen tay cầm chiếc ô đưa tay bắt lấy, thoáng giỏ xét một chút, liền cất đi. Nữ tử dáng người yểu điệu thướt tha, làn da trắng nõn nà. Gương mặt càng thêm bội phần hoàn mỹ, nhìn ở bất cứ góc cạnh nào đều thấy đây là một tuyệt thế mỹ nhân, nhưng trên trán mái tóc dài rũ xuống, che đi nửa gò má. Trên gò má có thể nhìn thấy rõ vết tích của vải cá. Viêm trác người cũng đã giết, vật cũng đã lấy, đi thôi. Theo điện chủ phân phó, con cầu tạc này có thể giết hay không cũng không ảnh hưởng. Ngược lại kẻ đồng thu chân nhân kia, chúng ta nhất định phải giải quyết sạch sẽ. Tiếng nói êm ái từ trong miệng nữ tử phát ra. Ta biết, nam tử tóc đỏ đáp lại, rồi gã thao xuống một cái nhẫn chữ vật từ trên cánh tay của thi thể kia. Sau đó gã tung người nhảy lên, bay ra khỏi hố sâu. Đôi khi tính cách của người quá ương ngạnh, hết lần này tới lần khác phải chạy đến đây. Nữ tử nhìn nam tử tóc đỏ một chút, khẽ thở dài, than thở. Giết y, cũng xem như cảnh cáo một chút đối với đồng thu khả năng hắn sẽ không lập tức tiến về trung thổ tiên vực bất quá cũng tốt tránh cho chúng ta mất công tìm kiếm dọc đường giết thẳng tới sơn môn quả thật rất là sảng khoái huyền ngư đệ tử trong sơn môn có thể bỏ qua nhưng tổ sư đường nhất định phải san bằng viên trác nói ta chỉ cần lấy thủ cấp của đồng thu những kẻ còn lại tùy ngươi điện chủ đã nói luân hồi bắt tử chúng ta lần thứ nhất hành động toàn bộ động tính càng lớn càng tốt nữ tử được gọi là huyền ngư thuận miệng nói biết rồi vẻ mặt viêm trác không đổi sắc đáp lại đi thôi huyền ngư nói vừa dứt lời hai người sóng vai nhảy lên bay vào không trung biến mất không thấy gì nữa linh vực đang bao phủ cánh đồng hoang vu này cũng lập tức thối lui những bông tuyết từ trên trời rơi xuống xóa nhòa đi mọi vết tích những tu sĩ và tông môn nửa đường bị ám sát liên tục xảy ra ở khắp các tiên vực của chân tiên giới trong đó có thành công cũng có thất bại bất quá người bị giết chết càng nhiều hơn cũng không rõ vì sao đáng lẽ một cường giả đỉnh cấp của một đại tiên vực nếu như trong một đêm đột tử nơi hoang dã, ngày bình thường đã có thể gây chấn động toàn bộ tiên vực. Nhưng hiện tại cũng như ném đá xuống biển vậy, cơ bản kích không nổi bao nhiêu bọt nước. Đại đa số tiên vực vẫn tràn đầy không khí náo nhiệt của bồ đề yến sắp tới, chỉ là dưới sự náo nhiệt này, sớm đã cuồn cuộn sóng ngầm, biến đổi liên tục. Cùng lúc đó, tại một mảnh tuyệt địa, có một tòa đại hạp cốc hình hồ lô toát ra chướng khí, bên trong thi hài khắp nơi, quỷ hỏa đầy trời. Một con đường từ miệng cốc kéo dài vào bên trong, có thể nhìn thấy khắp nơi nằm la liệt các loại hài cốt của người lẫn động vật. Trong đó có di hài của cả dã thú sơn lâm bình thường, yêu thú cường đại, cũng không ít tu sĩ tiên giới, thậm chí có xương khô còn tản mát ra trận trận hung lệ chi khí. Vào sâu trong thung lũng, trường khí càng đậm, loáng thoáng truyền đến từng đợt tiếng gõ bang bang bang. Nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, chỉ thấy bên trong là một khối quái thạch to lớn lởm chởm. Trên khối đá ấy, có một thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi xếp bằng, thân mặc váy màu vàng nhạt, trong miệng đang ngậm một cọng cỏ xanh. Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là Kim Đồng đã rời khỏi Hàn Lập, một mình tới tận đây. Giờ phút này, tay nàng cầm lấy một cây xương ống của yêu thú không tên, đập đập vào tảng đá phía dưới. Ui, ta tìm ngươi lâu vậy, ngươi một mực trốn không ra cũng không phải biện pháp, ngoại trừ ta, toàn bộ chân tiên giới, ngươi đã là phệ kim tiên cuối cùng đạt đến cấp bậc đại la. Chỉ cần ta thôn vệ ngươi, việc khôi phục cấp bậc đạo tổ của chúng ta đã ở trong tầm tay chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù muốn cả đời trốn ở đây bao nhiêu năm ăn mấy thứ rác rưởi này còn chưa đủ sao kim đồng nói cự thạch không nhúc nhích chút nào trong sơn cốc ngoài âm thanh bang bang kia cũng không có tiếng đáp lại rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt được ta thành toàn cho ngươi kim đồng phun ngọn cỏ xanh trong miệng sang một bên ánh mắt lấp lóe tiếng nói vừa dứt thân hình nàng bỗng bay lên cây xương ống như gậy đánh chó kia bị nàng xem như cây phi lao ném mạnh xuống, kèm theo một cỗ phong lôi, lao thẳng xuống cự thạch. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, khối đá lởm chởm kia lập tức nổ tung thành bột mịn. Sau đó một vệt kim quang từ trong xuyên suốt ra, rồi một thân hình giáp trùng màu hoàng kim to lớn dương cánh bay thẳng lên không trung. Trốn đi đâu, kim đồng quát to một tiếng, thân hình nhảy lên, kim quang đại thịnh hiện rõ nguyên hình, chém giết cùng với con vệ kim tiên khí tức không kém nàng chút nào kia chỉ thấy hư không chấn động kịch liệt, pháp tắc hào quang kim sắc và khen nứt không gian màu đen đan xen vào nhau. Phạm vi mấy chục vạn dặm đều bị biến thành chiến trường, trong lúc nhất thời cũng khó phân ra sinh tử. Chương 1322: Áp chế và lựa chọn. Hạc Cương Tiên vực, một tòa động phủ ẩn giấu trong dãy núi vô danh, đã phủ bụi mấy trăm năm. Trong phòng chính động phủ, Tử Linh với bộ quần áo màu tím, đang khoanh chân ngồi trên giường đá điêu tức. Trước đó nàng đã vững chắc tại Thái Ất đỉnh phong, cũng đã kéo dài rất nhiều năm, từ đầu đến cuối kẹt tại bình cảnh này, không cách nào tiến thêm một bước. Đúng lúc này, nàng đang nhắm mắt tính tỏa bỗng nhiên trong lòng khẽ động, mí mắt mở ra, đã tỉnh lại. Ánh mắt nàng nhìn về phía một mật thất khác, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ khó che giấu. Ngay sau đó, một trận thanh âm ù ù như nham thạch ma sát vang lên, đại môn mật thấy trước mặt mở ra, một đạo thân ảnh cao lớn hơi cúi đầu, từ trong cửa đi ra, cười ôn hòa với nàng một tiếng. Tử Linh từ trên giường đá đứng lên, đánh giá trên dưới Hàn Lập một chút, trong lòng không khỏi hơi chấn động, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Lúc này mới ngắn ngủi mấy trăm năm, mà khí tức trên người ngươi. Nửa ngày sau, nàng mới nhịn không được thốt ra, vừa mới xuất quan, khí tức ba động còn chưa ổn định, mấy ngày nữa là có thể bình ổn rồi. Hàn Lập cười cười, nói, ta nói là cảnh giới của ngươi. Đáy mắt Tử Linh ẩn ẩn có chút lo âu, nói, là đại la đỉnh phong không sai, ngươi không cần phải lo lắng ta không phải chỉ vì cái trước mắt, dùng biện pháp dục tốc bất đạt. Chỉ là công pháp ta tu luyện có chút đặc thù, cảnh giới này là chân thật tu luyện ra được, không phải nhà xây trên cát. Hàn lập đi lên trước, cầm tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ, nói. Vậy là tốt rồi, tử linh gật đầu nhẹ, nói xong, thần sắc nàng lại trở nên ảm đạm. Tu vi hàn lập tinh tiến đến trình độ này, rất có thể hắn sẽ một lần nữa trở về u minh giới. Hàn lập thấy thần sắc nàng khác thường, đang muốn mở miệng hỏi thăm, bỗng nhíu mày lại, sắc mặt hơi đổi. Thế nào, tử linh thấy thế, hỏi vội, hàn lập khẽ lắc đầu, cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm mặt nạ luân hồi điện màu đen. Hắn không nói một lời đeo mặt nạ lên, đưa tay điểm một cái lên mi tâm mặt nạ. Trên cả tấm mặt nạ lập tức sáng lên từng đạo phù văn, chỗ mi tâm càng sáng lên một ít u quang, tỏa ra phía trước một mảnh quang ảnh, bên trong ô quang ngưng tụ ra một thân ảnh nam tử dáng người thon dài. Thân gã mang trường bào màu đen, đầu đội mũ rộng vành thùy xa, một thân khí tức cực kỳ nội liếm, chính là Luân Hồi Điện Chủ. Hàn Lập vừa nhìn thấy Luân Hồi Điện Chủ, liền biết đã xảy ra biến cố gì, lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì, như xương nàng, bị thiên đình bắt đi rồi. Luân Hồi Điện Chủ hơi trần chờ đáp, ngươi nói cái gì, uyển nhi nàng thế nào. Hàn Lập nghe vậy, khuôn mặt dưới mặt nạ lập tức biến đổi, hỏi. Tử Linh nghe vậy, thần sắc cũng không khỏi biến đổi. Lúc trước sự tình bên trong Luân Hồi Điện, Hàn Lập cũng không giấu giếm, mà là tìm thời điểm thích hợp nói với nàng. Cho nên nàng đã biết thân phận luân hồi điện chủ, cũng biết rõ, cam như xương chính là nam cung uyển. Năm đó sau khi người rời U Minh giới không bao lâu, như xương liền tỉnh lại. Mặc dù nàng có hai đoạn ký ức, nhưng cuối cùng vẫn không lựa chọn trở thành thê tử của ta, mà kiên trì muốn về làm nam cung uyển. Luân hồi điện chủ nói, Hàn Lập nghe lời ấy, ánh mắt hơi lóe lên, đáy lòng không khỏi dâng lên một dòng nước nóng, cả giận nói tại sao nàng lại bị thiên đình bắt đi ngươi không phải tự phụ có thể đối kháng thiên đình à sao lại để nàng xảy ra chuyện năm đó sau khi lựa chọn ngươi lúc đầu nàng dự định lập tức đi tìm ngươi nhưng vì lo lắng trở thành gánh nặng cho ngươi nên mới không rời đi ta cũng không yên lòng một mực không để nàng rời đi thế nhưng về sau luân hồi điện hoàn toàn mất đi tung tích của ngươi ngay cả mặt nạ cũng không liên lạc được trước đó không lâu nàng lo lắng an nguy của ngươi trong lúc ta bế quan một mình rời minh giới đi tìm ngươi kết quả bị thiên đình thừa lúc vắng mà vào bắt đi luân hồi điện chủ nói ngươi đã tìm hiểu được nàng ở nơi nào chưa sau khi hàn lập nghe xong hai mắt ngưng tụ thở dài một hơi hỏi không có việc này thiên đình làm rất bí ẩn rất khó tìm bất quá sau khi nàng bị bắt không bao lâu cổ hoặc kim liền truyền tin tức tới yêu cầu ta tự mình tiến về trung thổ tiên vực chỉ cần ta đáp ứng đi bọn hắn cam đoan sẽ không động nàng một sợi lông chờ ta đến cảnh nội trung thổ tiên vực bọn hắn sẽ lập tức phóng thích nàng luân hồi điện chủ nói hàn lập nghe vậy trầm mặc lại hắn biết thiên đình cực kỳ căm ghét luân hồi điện chủ hai bên đã sớm tranh đấu vô tận tuế nguyệt một khi gã rơi vào tay thiên đình hậu quả tự nhiên không cần nói cũng biết ta đã đáp ứng cổ hoặc kim sẽ không tiếp tục ẩn núp sẽ đúng hẹn tiến về trung thổ tiên vực luân hồi điện chủ nói lúc nào xuất phát hàn lập hỏi vẫn cần chuẩn bị một chút nếu không không những không cứu được người còn làm cho tất cả cố gắng trong quá khứ đổ sông đổ biển. Luân hồi điện chủ nói, ta đi cùng ngươi, Hàn Lập không chút do so dự, lập tức nói. Luân hồi điện chủ nghe vậy, trần chờ một lát rồi nói, cũng tốt, đến lúc đó ngươi mang như xương rời đi, ta cũng yên tâm hơn. Ta muốn dẫn đi, là Nam Cung Uyển. Trước lúc này, ta cũng có chuyện muốn làm, sau khi làm xong, ta sẽ đi minh giới tìm ngươi tụ hợp. Hàn Lập nói, tốt, ta chờ ngươi. Luân hồi điện chủ trả lời lời của thiên đình cũng không thể tin hết có thể tìm ra chỗ cụ thể của uyển nhi mới tốt ngươi cố gắng chút hàn lập nói có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi luân hồi điện chủ nói hai người thương nghị xong quang mang trên mặt nạ hàn lập tối sầm lại đạo quang ảnh chiếu ra kia lập tức biến mất không thấy gì nữa ánh mắt tử linh phức tạp nhìn về phía hàn lập hàn lập há hốc mồm muốn giải thích liền nghe tử linh nói ngươi đi làm đi cứu nàng trở về chúng ta trở về hàn lập nói trở về chỗ nào tử linh Nhi ngờ hỏi bắc hàn tiên vực ánh mắt hàn lập ngưng lại nói ra một bên khác bên trong một ngôi đại điện tại u minh giới luân hồi điện chủ vừa mới kết thúc đưa tin với hàn lập chậm rãi đi xuống đài cao trong điện lúc này ngoài điện có một bóng người vội vàng đi đến y mặc trên người một bộ áo bảo đen rộng thùng thình cánh tay cái cổ và trên mặt đều quấn băng vải thật dày phía trên còn vẽ từng đạo phù văn màu vàng nhìn thập phần cổ quái điện chủ vừa mới bói được tung tích hoàng lộc tôn giả khâu thiên tiên vực ít ngày nữa hắn sẽ đến đôn dương đại lục tiếng nói người áo đen khàn khàn bẩm báo khâu thiên tiên vực bất quá là một tiên vực cỡ chung không có truyền thống đại trận liên thông trực tiếp đến trung thổ tiên vực hắn đi đôn dương đại lục hơn phân nửa là muốn mượn dùng truyền thống đại trận nơi đây tiến về huyền thiên tiên vực nơi đó có một tòa truyền thống đại trận có thể thẳng tới trung thổ tiên vực đưa tin cho phong hối và vô tướng chặn giết người này tại đôn dương tiên vực người đi theo đều chu diệt Luân hồi điện chủ ra lệnh, tuân mệnh, người áo đen liền ôm quyền, quay người định rời đi. Nguyên Thuần Phong, người đi theo bên cạnh ta bao lâu rồi? Luân hồi điện chủ đột nhiên hỏi, người áo đen nghe vậy, dừng bước quay người lại, tự định giá một lát, đáp thời gian quá lâu, đã không nhớ rõ, đại khái là cỡ mấy trăm vạn năm. Người vận dụng thiên toán, bói giúp ta một chút, nếu ta sớm đi thiên đình, thì phần thắng còn được bao nhiêu? Ngữ khí luân hồi điện chủ bình tĩnh như nước, hỏi. Điện chủ thật muốn coi à, bằng vào tình huống ta bây giờ, một lần tính toán vẫn không đến mức bị trời chu diệt, nhưng sau đó sẽ không khác gì phế nhân. Huống hồ một khi việc quan hệ đến thời gian đạo tổ, thiên cơ cỡ này, cũng chưa chắc có thể lộ ra, ngữ khí nguyên tuần phong cũng bình tĩnh, chậm rãi nói. Nếu như vậy, không cần nữa, ta còn muốn dựa vào ngươi dự đoán các lộ đường tu sĩ đại la tiến về bồ Đề yến, nếu không nửa đường chặn giết bọn hắn, cũng sẽ thành mò kim đáy biển luân hồi điện chủ nói nguyên thuần phong không nói gì nữa chỉ ôm quyền thi lễ bổ thiên tông các người đều đầu nhập vào luân hồi điện ta và thiên đình cũng xem như mưu lợi luân hồi điện chủ bỗng nhiên cười một tiếng nói điện chủ đại nhân nói đùa chúng ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ người và thời gian đạo tổ đều là nhân vật đỉnh cấp đứng đầu toàn bộ chân tiên giới các người giao phong với nhau đã sớm vượt ra khỏi đại đạo chi tranh ngay cả thiên đạo đều bị các người quấy nhiễu đảo loạn thiên cơ bổ thiên tông chúng ta cũng vô pháp dự đoán ra kết quả chuẩn xác nên chỉ có thể như vậy nguyên thuần phong nói trần đoàn lão tổ lựa chọn theo cổ hoặc kim bên kia ngươi là khai sơn đệ tử của hắn thì theo chúng ta bên này như vậy các ngươi vẫn cảm thấy thiên đình có phần thắng lớn hơn một chút bất quá các ngươi như vậy cũng tốt thắng chưa hẳn đại thắng thua thì cũng không trở thành tàn quân tối thiểu dù bên nào chiến thắng các ngươi đều có thể bảo toàn truyền thừa tông môn không ngừng luân hồi điện chủ nói một khi thiên đình đắc thắng ta cũng sẽ bị hủy diệt theo luân hồi điện vẫn hy vọng điện chủ đại nhân chớ để ta thua trong khe hở băng vải lộ ra con mắt nguyên thuần phong hiện lên một chút ánh sáng chậm rãi nói luân hồi điện chủ nghe vậy không nói gì chỉ gật đầu nhẹ ra hiệu nguyên thuần phong có thể rời đi y chậm rãi đi ra đại điện trong đại điện lại vắng vẻ chỉ còn lại một mình luân hồi điện chủ thân ảnh gã dần dần biến mất trong bóng tối thời gian nhoáng một cái lại qua hơn hai năm bác hàn tiên vực Bên ngoài một tòa thành chỉ chỗ biên giới cổ vân đại lục, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống. Bên trong quang mang, một nam tử cao lớn mặc áo xanh và một nữ tử Mỹ mạo mặc phái tím đồng thời hiện ra thân hình, chính là Hàn Lập và tử linh từ Hạc Cương Tiên vực gấp trở về. Hai người đáp bên cạnh một tòa thạch đình đổ nát ở ngoài thành, trên thân đều che đậy một tầng hào quang màu vàng kim nhạt, ngăn cách sương mù xám tràn ngập hư không chung quanh ra. Ánh mắt Hàn Lập trông về phía xa, nhìn thoáng qua một tầng màn sáng kết giới bao quanh thành chỉ bên kia, trong mắt lóe lên một vòng hồi ức mở miệng nói năm đó lúc mới ra hắc phong hải vực một đường chạy tới trúc long đạo còn từng lưu lại một thời gian ngắn trong tòa thành này so với cảnh cũ nơi này biến hóa rất nhiều bây giờ hôi giới xâm lấn quy mô không chỉ ở bắc hàn tiên vực ngay cả mấy tiên vực gần đó cũng đều bị bọn hắn chiếm cứ thế sự biến thiên tự nhiên là sẽ khác biệt lớn tử linh nói đa phần các khu vực bắc hàn tiên vực đều đã bị hôi giới cải tạo Tu sĩ tiên giới không thể không có đầu rụt cổ về thành kéo dài hơi tàn. Ta đoán không bao lâu nữa, những địa phương này sẽ bị triệt để công hãm. Hàn Lập thở dài một tiếng, nói: "Chuyện này cũng không có cách, Thiên Đình không những không điều động viện binh, còn mạnh mẽ ép việc này xuống." Người tiên giới biết chuyện này không nhiều, tin tức lưu truyền không ra, đương nhiên sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Bất quá cũng may hồi giới coi như thức thời, tạm thời ngừng khuếch trương bộ pháp. Nếu không Thiên Đình dù muốn áp chế cũng chưa chắc đẻ ép được." Tử Linh nói, chỉ sợ đây vốn là Thiên Đình và Hôi giới phối hợp ăn ý, một bên không quá phận khuếch trương, một bên cũng không lập tức đàn áp. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nói, "Đây là vì sao?" Tử Linh hỏi, "Chương 1323: Chân thân cự nhãn." Hôi giới trước tiên là muốn ổn định căn cơ, sau đó mới dần dần phát triển rộng ra. Còn Thiên Đình, một mặt, hiển nhiên là bảo đảm Bồ đề yến được tổ chức thuận lợi, nên mới duy trì vẻ ngoài ổn định hết thảy đều lấy bổ để yến đại cục làm trọng mặt khác cũng tại vì nguyên nhân chính là luân hồi điện dù sao thì trước mắt mối nguy hại lớn nhất của thiên đình vẫn là luân hồi điện hàn lập chậm rãi nói ra chỉ là khổ cho chúng sinh ở mấy tiên vực bị chiếm này tử linh thở dài đi thôi chúng ta không còn nhiều thời gian nữa hàn lập nói dứt lời hai người lập tức hóa thành một đạo lưu quang phi độn đi nhanh chóng rời khỏi cổ vân đại lục bay về phía hoang lan đại lục Dọc theo hải vực hai người tiến vào, càng bay vào bên trong, màu nước biển càng ngày càng đậm. Ban đầu nước biển có màu xanh lam, dần dần biến thành màu tím nhạt âm u. Còn phía trên bầu trời, từng đám mây đen ngưng tụ, tập hợp thành một mảnh âm u che kín bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn khắp bầu trời, căn bản không nhìn thấy đâu là bờ, tầng tầng chồng lên nhau khiến cho tầng mây dày vô cùng, gần như sắp chạm mặt biển, khoảng cách giữa chúng chỉ khoảng 6-70 trượng mà thôi. Lúc này, cuồng phong trên biển gào thét, sóng lớn cuồn cuộn, mấy cơn sóng khổng lồ va vào nhau phát ra từng trận ầm vang, không ngừng cuốn về phía mây đen đang che kín trên bầu trời, tạo thành cảnh tượng biển trời va chạm lạ thường. ầm ầm, kèm theo từng tiếng ầm ầm vang vọng, bên trong tầng mây nặng chiếu, thỉnh thoảng lóe lên một tia sáng. Từng quang trụ lôi điện vô cùng thô chắc, như xé nát mây đen dày đặc, nện xuống mặt biển, từng mảnh từng mảnh hải vực âm u được chiếu sáng như tuyết. Mặc dù chưa tiến vào phạm vi lôi hải nhưng Hàn Lập đã có thể cảm nhận được uy thế hoành hành của lôi điện kia. Ngay cả sương mù hôi giới thả ra, cũng không dám tiếp cận vùng biển này. Người về động thiên hoa chi chờ ta, động tĩnh nơi này lát nữa sẽ rất lớn. Hàn Lập trông về phía lôi hải xa xa, nói với tử linh. Được, tử linh gật đầu nhẹ, nói. Sau khi tử linh tiến vào trong động thiên, Hàn Lập không tiếp tục cưỡi gió bay đi nữa, mà vung tay lên, gọi ra 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Thân hình hắn nhảy lên hư không, Hai chân hạ xuống một thanh phi kiếm, ngự kiếm bay đi. Còn lại 71 thanh trúc phong vân kiếm thì đều vây quanh người hắn, vừa đi vừa bay vòng vòng không ngừng, giống như tạo thành kiếm trận phòng ngự kiên cố, bảo vệ hắn ở trung tâm. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, nhìn sâu vào trong lôi hải. Thân hình phóng lên, lập tức dẫn tất cả phi kiếm bay thẳng tới trung tâm lôi hải. Ầm ầm, vừa mới tiến vào phạm vi lôi vân, một đạo lôi điện màu tím cực lớn tức thì từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng xuống chỗ Hàn Lập. Hàn lập căn bản không thèm liếc mắt, lập tức một chuôi thanh trúc phong vân kiếm chủ động ninh tiếp, cũng không thi triển bất kỳ kiếm chiêu gì, chỉ thay hàn lập ngăn cản đạo xét đánh này. Lôi điện bổ chúng phi kiếm, nhất thời phát ra thanh âm kim loại rung động, tựa như phi kiếm đang phát ra thanh âm đau nhức vậy, phía ngoài từng tia điện màu tím bắn tung vé lên, lan tràn ra thành mảng như mạng nhện. Sau một kích này, tốc độ tiến đến của hàn lập không hề tăng lên, mà chậm lại. Bởi vì hầu như cứ tiến tới chừng trăm trượng, thì sẽ có một đạo tử lôi nhắm đánh tới. Mà từng chuôi thanh trúc phong vân kiếm của hắn cũng thay nhau bay lên, cản từng đạo lôi điện kia lại. Ngay từ đầu, trên phi kiếm cũng không có dị trạng gì, chỉ là theo lôi điện không ngừng oanh kích, trên 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm bắt đầu hiện ra từng đường vân lôi điện tinh tế. Quả nhiên là thế, ánh mắt Hàn Lập quét qua, cười lẩm bẩm, theo từng bước từng bước xâm nhập, lôi điện ở trong biển mây càng ngày càng trở nên dày đặc, uy lực lôi điện cũng theo đó dần dần trở nên cường đại bốn màu lôi điện tím xanh vàng bạc trộn lẫn một chỗ, không ngừng nhắm đánh xuống phía Hàn Lập. Tất cả thanh trúc phong vân kiếm lúc này không tiếp tục thay phiên tiếp nhận lôi điện nữa, mà cùng nhau phối hợp bao bọc Hàn Lập ở trung tâm, không ngừng nghênh đón lôi điện oanh kích. Cứ như vậy bay thẳng một đường vào sâu phía trong, qua hơn nửa tháng, Hàn Lập không ngừng vượt qua từng vòng xoáy lôi điện và vụ chiều lôi bạo, mấy lần còn bị Long Quyển lôi bạo vô cùng cường đại cuốn vào trong đó, cuối cùng vẫn bình an trở ra. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm dưới sự rèn luyện của lôi hải, càng ngày càng trở nên cường đại. Âm một tiếng nổ đùng, mấy trăm đạo lôi điện màu vàng đồng thời từ trên không trung oanh kích xuống, giống như một thác nước kim lôi, thanh thế to lớn từ trên không hạ thẳng xuống dưới, tất cả thanh trúc phong vân kiếm bay lượn ra, nối đuôi tương liên lại với nhau, tựa như dựng lên một cây cầu hình vòm, vắt ngang ở trên đầu Hàn Lập. Thác nước kim lôi hạ xuống, nhào nhào nện lên trên phi kiếm, phát ra từng hồi thanh âm điện lưu kích động, ầm ầm vang động trời, vô số tia điện màu vàng tán xạ ra, như hỏa thụ ngân hoa huyễn lệ trói mắt. Trên thân tất cả thanh trúc phong vân kiếm, đều xuất hiện từng đường vân lôi điện tựa như bị dạn nứt ra. Ở trong ẩn chứa lực lượng lôi điện pháp tắc càng ngày càng trở nên tinh túy hùng hậu, tự nhiên hình thành chỉnh thể, thoạt nhìn không giống như là hậu thiên chi bảo được luyện chế, mà phảng phất như huyền thiên trảm linh kiếm, tiên thiên chi vật lôi chi pháp tắc. Hàn Lập đứng ở phía dưới cầu kiếm, xuyên thấu qua màn lôi điện đang vé lên từng tia điện, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía trước. Hư không tại đó, đột một xuất hiện một cái lỗ màu đen to lớn. Trong cái lỗ này có một cái bóng mơ hồ, vì bị ảnh hưởng bởi lôi điện khuấy động quấy nhiễu, nên không cách nào nhìn thấy rõ. Nhưng trong lòng Hàn Lập cũng đã rõ đó là cái gì. Chỉ thấy hắn vung tay lên, ống tay áo bảo cuốn qua, hư không phía trước lập tức ngưng trệ một hồi, tất cả tia điện kim lôi và lôi điện ba động, lập tức tựa như cho bụi, bị hắn quét qua một bên dễ dàng. Trong cái lỗ màu đen, một con mắt khổng lồ cuối cùng cũng hiển hiện ra. Trong lòng Hàn Lập căng thẳng, trong đầu tái hiện ra cảnh năm đó, khi lần đầu nhìn thấy lôi điện chi nhãn này. Trong trí nhớ, con mắt kia chỉ lớn chừng mấy trăm trượng, toàn thân nó lộ ra màu da cam, tại vị trí con người có một đường vân thẳng dài, ánh mắt lóe ra quang mang băng lãnh. Năm đó bản thân mình chỉ nhìn thoáng qua, vậy mà đã bị một cỗ khí tức khủng bố cách không đánh thẳng tới, thần hồn bị tổn thương không nhỏ. Với lực lượng thần niệm của hắn lúc đó, về cơ bản là không có cách nào nhìn rõ được toàn bộ diện mạo con mắt này còn từng đoán nó chính là cự thú nguy hiểm nào đó bộ dáng có vẻ là đang chiếm cứ nơi đây bây giờ một lần nữa hắn lại xuất hiện trước con mắt khủng bố này thực lực lúc này của hắn đã không còn yếu như năm đó nhưng khi nhìn thấy con mắt này trong nháy mắt tâm thần hắn vẫn không nhịn được kích động một hồi lúc đầu hắn từng suy đoán phía sau cự nhãn có lẽ còn có cả thân thể thế nhưng không trong lỗ thủng màu đen này cũng chỉ có một con mắt trơ trọi lẻ loi Hắn nhìn chăm chú con mắt, sau đó con mắt màu da cam này cũng chậm rãi chuyển động một chút, nhìn qua phía Hàn Lập bên này. ầm một tiếng sét vang vọng, ngay trong thức hải Hàn Lập đột nhiên nổ vang. Trên chính giữa bầu trời thức hải của hắn, lập tức bị xé rách ra một lỗ hổng cực lớn, khiến cho đầu hắn đau như búa bổ, suýt nữa không thể nào tự kiềm chế được. Loại trùng kích này so với năm đó, nói mạnh hơn vạn lần còn chưa đủ. Nhưng mà sau một cái trước mắt, một đạo u quang trong thức hải Hàn Lập tràn ra trong nháy mắt đã lấp đầy vết nứt kia, ngay cả sóng lớn khuấy động khó ổn định trong thức hải, cũng được quét qua, lập tức lắng xuống. Bây giờ, hắn đã tu thành toàn bộ bảy quyển công pháp luyện thần thuật, lực lượng thần thức cường đại, sớm đã không thể so sánh nổi. Hai mắt hàn lập ngưng tụ, đại ngũ hành nguyễn thế quyết trong cơ thể vận chuyển, một vầng trăng tròn bay cao lên không trung, lóe ra kim quang sáng rực, từ đó hiện ra nguyên hình chân ngôn bảo luân. Chỉ thấy dọc chính giữa bảo luân, một con mắt màu vàng to lớn nổi lên, mí mắt nhắm chặt hôm nay hàn mỗ muốn nhìn xem người rốt cuộc là thần thánh phương nào hàn lập nhìn chằm chằm con mắt màu da cam kia mở miệng nói dứt lời tâm niệm hắn khẽ động lập tức thôi động chân thực chi nhãn kia cùng với chi chít thời gian đạo văn trên chân ngôn bảo luân sáng lên chân thực chi nhãn khẽ run lên mí mắt màu vàng hé ra từ đó lộ ra một viên nhãn cầu màu vàng đợi mí mắt mở ra hoàn toàn chân thực chi nhãn ở trong vòng phù văn kỳ dị kia lập tức nhanh chóng xoay tròn một đạo quang mang màu vàng nhạt từ trong con mắt bắn ra. Tâm thần Hàn Lập khẽ động, không còn dùng hai mắt nhìn mọi thứ nữa, mà là thấu qua con mắt màu vàng kia, nhìn về phía cự nhãn màu da cam kia. Chỉ thấy trên cự nhãn toát ra từng tia từng sợi tơ mỏng màu vàng, câu liên qua lại lẫn nhau, hình dáng nó nguyên bản vô cùng to lớn, dần dần tái hiện lại trước mắt Hàn Lập từng chút một. Hàn Lập vừa nhìn, lông mày không khỏi nhảy lên, trong lòng có chút khiếp sợ. Chỉ thấy thân hình một lần nữa được ngưng tụ ra kia, thân thể giống như trâu, đầu lại mọc sừng rồng, hình thể to lớn không nói, trên phần bụng tròn trùng trục còn hiện ra từng đạo phù văn phong cách cổ xưa, dưới thân chỉ mọc ra duy nhất một cái chân trắng kiện, liếc mắt qua một cái thì lại thấy hơi giống một thanh cự trùy màu đen, mà người nó còn có một cái đuôi dài như roi buông thóng phía sau. Đây không phải, lôi quỳ, à, Hàn Lập nhịn không được tự lẩm bẩm Hàn Lập cũng không lạ gì lôi quỳ, quá khứ còn từng lấy chân văn của con thú này, khắc họa chúng lên đạo binh của mình, hắn chẳng thể nghĩ tới cự nhãn trong lôi bảo hải dương này, lại là di vật của lôi quỳ. Bất quá nhìn kỹ lại một chút, Hàn Lập lập tức phát hiện không đúng, phù văn trên người con lôi quỳ trước mắt này, đều khác biệt so với mấy lần mà ở trong quá khứ hắn đã từng thấy qua. Đó là một loại đường vân đích xác mang theo lôi điện chân chính, tuyệt không phải lôi quỳ bình thường có khả năng có được. Tâm niệm Hàn Lập vừa động, lực lượng thời gian pháp tác trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra, tụ hợp vào trong chân thực chi nhãn ánh mắt phảng phất như vàng lỏng đổ bê tông lập tức bắt đầu chuyển động kim quang trong đó tuôn ra càng ngày càng nồng đậm chỉ một thoáng toàn bộ dòng chảy thời gian lôi bạo hải dương đều bị cắt đứt toàn bộ hư không phảng phất như ngưng lại duy chỉ có thân ảnh con lôi quỳ kia không hiểu sao lại bắt đầu chuyển động chỉ thấy trong lúc quang ảnh lưu chuyển trên chín tầng trời hiện ra từng trụ lôi điện lớn phía trên giống như thiên môn mở ra từ đó các loại lôi điện chảy ra như thiên ti vạn lũ tất cả đều nhắm đánh vào thân thể con lôi quỳ kia thân thể con lôi quỷ kia nhìn qua cảm giác như không thể nào phá vỡ, vậy mà tan biến từng tấc một, hóa thành từng đạo lưu quang trói lọi, bay thẳng vào thiên môn trên bầu trời. Nhưng mà, lôi quỷ kia tựa hồ không cam lòng, phát ra từng trận âm thanh gào thét. Toàn thân ngưng tụ ra tia điện cuồng bạo, cắt đôi thân thể thành hai nửa, trong khi một nửa bị thiên môn thôn vệ, nửa lưu quang còn lại điên cuồng bay về phía mắt trái của mình. Cho đến khi toàn bộ thân hình đều hóa thành cho bụi, tiêu tán giữa thiên địa, duy chỉ lưu lại cự nhãn màu da cam này, lơ lửng cô độc giữa biển trời. Chương 1324, Lôi Hải luyện kiếm. Lúc Hàn Lập cảm thụ được hình ảnh lôi quỷ kia tiêu tán, dị tượng biến hóa giữa thiên địa và trong thiên môn kia truyền ra vô tận uy áp, trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Không biết qua bao lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, tự lầm bầm. Con mắt này, lại là di vật đạo tổ, chờ đến lúc triệt hồi chân thực chi nhãn, thu hồi chân môn bảo luân vào thể nội, tâm tình Hàn Lập vẫn như cũ khó mà bình phục. Đến nay thế gian chưa từng nghe qua có đạo tổ lôi điện tồn tại, mà con lôi quỷ cự thú này, chỉ sợ chính là một vị lôi chi đạo tổ trước đó. Chỉ là nó trời sinh lôi thể, có thể tùy ý tung hoành ở trong Cửu Thiên Thần Lôi, bản thân lại phù hợp với lôi điện ở giữa thiên địa này. Nhưng kết cục cuối cùng, vẫn bị thiên đạo nuốt vào, thành một phần thiên địa này. Phiên lôi điện chi nhãn này, chính là trước khi nó bị thiên đạo thôn phệ, cưỡng ép lưu lại một tia di hồn cuối cùng ở chân tiên giới này. Hàn lập lần nữa toàn lực vận chuyển luyện thần thuật tra xét rõ ràng phát hiện trong lôi điện chi nhãn này ẩn chứa lực lượng bàng bạc so với hắn dự đoán còn kinh khủng hơn chỉ là nó đã biến thành năng lượng lôi điện thuần túy ở trong không còn nửa điểm ý chí thần niệm lôi quỳ sau khi suy nghĩ một phen hàn lập cũng đã bình tĩnh hơn nếu trong con mắt lớn này lưu lại thần niệm chỉ sợ nó đã sớm tu luyện lại từ đầu đông sơn tái khởi há để ngày qua ngày lưu tại vùng biển này với lại sau khi bị thiên đạo thôn phệ làm sao còn lưu lại thần niệm hắn nhìn cự nhãn màu da cam trước mắt một lát, bỗng nhiên búng tay một cái. Một màn sáng màu vàng lập tức từ bốn phía khuếch trương ra cực nhanh, bao phủ trọn phiến lôi bạo hải dương này vào. Cùng lúc đó, đại ngũ hành huyễn thế quyết trong cơ thể hàn lập vận chuyển lên, các loại cụ tượng thời gian pháp tắc chân ngôn bảo luân nhau nhau nổi lên, hóa thành dãy núi vạn dặm, trường giang đại hà và trăng tròn ngôi sao, vây quanh bốn phía lôi bạo hải dương. Năm dạng linh vực thiên nhân cảnh ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực cường đại này vừa mới xuất hiện, lập tức kích động lôi bạo hải dương điên cuồng chống lại con mắt màu da cam kia nhìn chăm chú hướng hàn lập cửu thiên vân trên biển lập tức oanh minh đại tác toàn bộ lôi bạo hải dương trở nên điên cuồng trước đó chưa từng có tất cả cột trụ lôi điện trong nháy mắt này không phải thỉnh thoảng rủ xuống như trước mà phảng phất thác nước tuôn ra không ngừng đánh về phía sơn nhạc đại hà của hàn lập hàn lập làm như không thấy chuyện này tâm niệm vừa động thời gian bốn phía hư không tựa như động lại tất cả lôi điện rủ xuống lóe ra điện quang đình trệ ngay trong hư không không mảy may ba động, cũng không mảy may vang lên. Trong vùng tiểu thiên địa này, chỉ có Hàn Lập có thể tự do hành tẩu. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, bước đi trong hư không, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm kia lơ lửng chậm rãi đi theo phía sau hắn. Hàn Lập đi một vòng quanh lôi quỷ chi nhãn kia, mỗi lần đi mấy bước, hơi dừng lại một chút, tiện tay vung lên, liền có một chuôi thanh trúc phong vân kiếm bay ra, lơ lửng một chỗ hư không bên ngoài cự nhãn. Sau khi đi được 360 bước, tất cả 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đã tìm được vị trí của nó, bố trí xung quanh cự nhãn. Hàn Lập cẩn thận tra xét một chút tất cả vị trí phong vân kiếm, xác nhận không sai, sau đó bàn tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một khối ngọc bàn bát giác toàn thân thuần trắng, ngưng như ngọc phấn. Vật này không phải thứ gì khác, chính là trận đồ thông thiên kiếm trận. Những năm qua bế quan tu hành, Hàn Lập cũng không buông lỏng nghiên cứu trận đồ này. Theo tu vi hắn không ngừng tăng trưởng, Rốt cuộc cũng giải khai bí ẩn kiếm trận trong ngọc bàn này. Nguyên lai hắn tưởng vật này là tổ sư sáng lập Thông Thiên kiếm phái luyện chế ra, nhưng về sau mới phát hiện vật này huyền diệu, căn bản không phải người có thể làm ra. Nó chắc là kiếm chi pháp tác hiển hóa, hình thành huyền thiên chi vật mới đúng. Kiếm trận này vốn không thuộc bất luận ngũ hành phong lôi thuộc tính nào, chỉ vì phi kiếm bảy trận có thuộc tính khác biệt, liền có thể bộc phát ra uy lực cường đại thuộc tính khác nhau. Vốn lấy kiếm chi pháp tác ẩn chứa trong đó, cho nên dung nạp bất luận thuộc tính nào vào, đều có thể phát huy uy năng. Giờ phút này, tất cả vị trí bố trí kiếm trận thanh trúc phong vân kiếm, chính là một loại đại luyện chi trận trong thông thiên kiếm trận có uy lực tuyệt luân. Mà Hàn Lập hôm nay, muốn nhờ ngọc bàn thông thiên kiếm trận, luyên hóa viên lôi quỷ chi nhãn này. Bố trí xong, hai tay Hàn Lập bấm pháp quyết, trong miệng lập tức vang lên một trận thanh âm ngâm tụng. Chỉ nghe ông một tiếng vang nhỏ, khối ngọc bàn bát giác kia khẽ run lên, phù văn trên đó nhanh chóng du động như mây trôi, chỉ một thoáng phỉ thúy quang mang đại thịnh trên đó dập dờn một mảnh quang mang lộng lẫy hóa thành một đạo quang bản bát giác to lớn treo phía trên lôi quỷ chi nhãn hàn lập thấy thế thân hình nhảy lên cao rơi vào chính giữa quang bản bát giác khoanh chân ngồi xuống hai mắt hắn ngưng tụ hai tay trước người bấm pháp quyết trên quang bản bát giác dưới thân lập tức đại phóng quang mang vô số hư ảnh kiếm ảo từ đó bắn ra như một trận mưa xuân phóng xuống cự nhãn phía dưới 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng lập tức phát ra trận trận tiếng rung, trên tất cả thân kiếm đều sáng lên kim quang lóa mắt, liên kết với nhau, ở trong hư không ngưng tụ thành hư ảnh một tòa bát quái đan lô to lớn, bao phủ lôi quỷ cự nhãn vào trong đó. Bát giác quang bàn do kiếm trận ngọc bàn biến thành kia, giống như nắp lò, phủ lên tất cả khí tượng trong lò đan. Ầm ầm, nương theo từng tiếng oanh minh cuồng bạo, trên lôi quỷ chi nhãn một mực bình tĩnh bất động sáng lên một vệt kim quang, trong biển mây phía ngoài vốn bốc lên lôi điện bỗng nhiên ngừng lại tiếp theo trong một cái chớp mắt, từng đầu hư ảnh lôi quỳ từ trong ánh mắt ngưng tụ ra, toàn thân cuốn theo kim lôi thuần túy nhất trong thiên địa này, cuồng sông về phía hư ảnh đan lô, quanh thân lượn lờ khói tím, muôn hình vạn trạng. Ầm ầm ầm, mỗi một đầu lôi quỳ sau khi đụng vào, liền phát ra một tiếng nổ rung trời, toàn bộ lôi bạo hải dương cũng chấn động kịch liệt theo. Hàn Lập ngồi cố định trên bát giác quang bàn, thân hình cũng rung mạnh theo không thôi, ở trong càng có từng dòng điện tê dại xuyên suốt ra, đánh vào trên người hắn. Nhưng giờ phút này, hắn lại không thể phân thần, nhất định phải nghiêm ngặt khống chế tất cả phi kiếm và trận đồ. Nếu không một khi bị lôi quỷ trùng kích ra, toàn bộ bát quái đan lô nổ tung không nói, toàn bộ lôi bạo hải dương và hai khối đại lục gần đó, cũng chắc chắn bị lôi bạo từ xưa đến nay chưa hề có quét sạch, từ đó Bắc Hàn Tiên vực bị xóa sổ trên bản đồ. Kiếm thủ làm công, đại luyện huyền không, trong miệng Hàn lập quát nhẹ một tiếng, 72 thanh phi kiếm và trận đồ đồng thời phát huy, vô số kiếm khí kiếm ảnh tràn vào trong lò đan, như lô hỏa luyện hóa viên lôi quỷ chi nhãn kia. Cùng lúc đó, biên giới hoang lan đại lục, hàng ngàn hàng vạn sinh vật hôi giới, như đàn châu chấu chen lấn tại biên giới lục địa, cách biển nhìn về phía vùng lôi bạo hải dương bên này. Đứng đầu những sinh vật hôi giới này là mấy trăm tên tu sĩ hôi giới, trong đó cầm đầu là một tên nam tử thân hình cao lớn mặc hắc bào, trên thân gã mặc một bộ áo giáp dị đồng màu xanh lá, toàn thân da trắng phát xanh, thần sắc ngưng trọng. Mặc thực đại nhân, muốn đi dò xét một chút không? đứng sau gã, một lão giả cũng mặc áo bào đen, thân hình nhỏ gầy, tiếng nói khàn khàn hỏi thăm. Không cần, ở nơi đó mặc kệ là cái gì, đều không phải là thứ chúng ta có thể đối phó, chỉ cần không đến trêu chọc chúng ta, cũng đừng có phức tạp, cứ nghiêm mật giám thị là được. Gã nam tử cao lớn được gọi là mặc thực lắc đầu, nói. Vâng, lão giả nhỏ gầy lập tức đáp, ước thúc tốt bọn gia hỏa này, không nên chủ động trêu chọc, trên hoang lan đại lục còn có thành trì chưa công hãm, phải tăng tốc độ lên. Mặc thực phân phó, lần này, lão giả nhỏ gầy và mấy tên tu sĩ hồi giới kia, nhao nhao lên tiếng đáp ứng tuân mệnh. Thời gian nhoáng một cái, đã qua mấy tháng, lôi bạo hải dương phát sinh biến hóa long trời lở đất, nguyên bản vùng lôi bạo hải vực căn bản không nhìn thấy bờ kia, đã sớm không thấy bóng dáng. Bây giờ chỉ còn lại một khu vực lôi vân rộng không đến trăm dặm. Mà trong khu vực lôi vân kia, một bóng người đi tới đi lui quanh một bát quái đan lô cao hơn một trượng, cao mày, nhìn có chút phiền muộn, tự nhiên chính là hàn lập. Rõ ràng đã luyện hóa xong, vì sao vẫn không cách nào phá vỡ. Một tay hàn lập chống quay hàm, âm thầm trầm ngâm. Trong đan lô kia, có thể nhìn thấy một con mắt màu da cam lớn trừng trái nhãn, phía trên bao phủ một tầng tia điện màu vàng, không ngừng phát ra trận trận thanh âm xì xì. Xung quanh con mắt, còn vây quanh 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đã rút nhỏ gấp đôi, lơ lửng hư không, rung động lúc lên lúc xuống, giữa chúng có tia điện kết nối nhau, nhìn qua tựa như một khối. Dựa theo Hàn Lập dự tính trước kia, dưới trận đồ Thông Thiên Kiếm trận phụ trợ, bằng vào đại luyện kiếm trận, có thể luyện hóa tất cả uy năng Lôi Quỷ chi nhãn này vào trong 72 chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm, nhất cử tăng phẩm chất nó lên tới Tiên khí tứ phẩm. Nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng luyện hóa đã thuận lợi hoàn thành, Lôi Quỷ chi nhãn này từ đầu đến cuối vẫn không cách nào phân liệt, tự nhiên cũng không cách nào tiến vào trong 72 thanh kiếm. Rốt cuộc là vấn đề ở đâu? Làm sao mới có thể phá? Hàn Lập tự lẩm bẩm, lúc này hắn bỗng nhiên lóe lên linh quang, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay liền lóe lên một trận hào quang. Chỉ thấy chỗ quang mang trong tay hắn đã nhiều ra một chiếc huyền thiên hồ lô màu xanh biếc. Huyền thiên hồ lô này năm đó hấp thu huyền thiên trảm linh kiếm còn sót lại lực lượng pháp tắc, thay ngén trong đó chính là hủy diệt pháp tắc, dùng hỗ trợ phá vỡ lôi quỷ chi nhãn này, há không sai. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Lập vẫn còn chút do dự. Lôi quỷ chi nhãn này mặc dù đã bị luyện hóa, nhưng trung quy nó là di vật đạo tổ trong đó tích chứa lôi điện chi lực không phải bình thường huyền thiên hồ lô này cuối cùng phẩm giai không đủ chưa hẳn có thể tiếp nhận uy lực của nó trừ điều này ra cũng không có biện pháp tốt hơn vậy cùng đưa thanh trúc phong vân kiếm vào đi trợ giúp trấn áp lôi quỷ chi nhãn này hàn lập nghĩ đến một biện pháp cũng không khả thi cho lắm thì thảo nói nói xong hắn không do dự nữa trên tay bấm niệm pháp quyết chỉ một cái tòa bát quái đan lô kia liền tan thành mây khói lôi quỷ chi nhãn và thanh trúc phong vân kiếm liền xuất hiện trong hư không. Chỉ một thoáng, lôi vân còn sót lại bao phủ phương viên trăm dặm lập tức tuôn ra không ngừng, bên trong dâng trào điện quang, tiếng sấm rung trời. Hàn lập thấy thế, vội nhấc huyền thiên hồ lô lên, trong miệng ngâm tụng vài câu, đưa tay vỗ xuống đáy hồ lô. Trên huyền thiên hồ lô lóe lên quang mang, miệng hồ lô lập tức dâng trào ra một đoàn xương mù màu xanh lá ngưng tụ thành một vòng xoáy sương mù, kịch liệt xoay tròn. Theo một trận tiếng gió gào thét vang lên, một cỗ lực xé rách cường đại từ trong vòng xoáy truyền ra. Một tay Hàn Lập cầm hồ lô, tay kia phối hợp với một cái, dẫn dắt viên lôi quỷ chi nhãn kia và thanh trúc phong vân kiếm, bay vào vòng xoáy màu xanh lục, thu nạp vào trong Huyền Thiên hồ lô. Con mắt và phi kiếm vừa mới tiến vào Huyền Thiên hồ lô, thanh thế dị hưởng đất trời bốn phía trong lôi vân, lập tức nhỏ xuống. Chương 1325, Huyền Thiên kiếm linh. Hàn Lập nhìn Lôi Quỷ Chi Nhãn và Thanh Trúc Phong Vân Kiếm lần lượt tiến vào trong Huyền Thiên Hồ Lô, vất tay phong bế miệng hồ lô lại. Sau đó tay kia nâng hồ lô lên, lắc nhẹ một cái. Ầm ầm, một trận âm thanh hỗn tạp và tiếng sét trầm thấp từ trong hồ lô vang lên. Phù văn trên hồ lô lập tức sáng lên, từng tia điện màu vàng xuất hiện chạy loạn ngoài thân hồ lô. Hàn Lập nắm chặt hồ lô, sau đó một đoàn khói xanh từ lòng bàn tay thoát ra bao phủ lên, trong phút chốc nó lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng ngay lập tức một tiếng kết thanh thúy từ trên hồ lô truyền ra, từng vết rách nho nhỏ dần hiện ra. Sau đó, âm thanh ken kết lớn dần, vết rách giống như mạng nhện xuất hiện ở khắp thân hồ lô, trong nháy mắt răng đầy thân hồ lô. Hàn lập thấy vậy không nói hai lời, ném hồ lô lên giữa không chung. Sau đó hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía bên ngoài hồ lô, giống như đang gom lại một đống lửa, trái phải cách không bóp chặt hồ lô. Từng sợi thời gian pháp tác trong lòng bàn tay, đang ngưng tụ thành từng đám sợi tơ màu vàng rất nhỏ, sau đó bện quanh mặt ngoài của hồ lô lại. Mảng lớn tia điện màu vàng và thời gian pháp tắc tinh ti do hàn lập phát ra đan sen vào nhau, nhưng phút chốc liền bị thời gian pháp tắc chi lực che đi. Mặt ngoài hồ lô hiện ra mảng kim quang sáng chói, như đang cho hồ lô mặc vào một lớp áo kim quang quanh thân. Đã có thời gian pháp tắc chi lực giam cầm và bảo vệ, mặt ngoài dạn nứt như mảnh sứ vỡ của huyền thiên hồ lô yên tĩnh lại, không tiếp tục nứt ra nữa, phù văn bên ngoài hồ lô ngược lại càng ngày càng sáng. Hai mắt hàn lập ngưng tụ, tia sáng từ trong đôi mắt tím sáng lên, thăm dò vào bên trong hồ lô. Chỉ thấy 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm đều biến thành những tiểu kiếm màu vàng kim, tất cả đều ép sát vào bốn vách tường của hồ lô, vẫn đang duy trì bộ dáng kiếm trận như cũ. Còn viên lôi quỷ chi nhãn thì đang lơ lửng ở giữa hồ lô, bị một đoàn ánh sáng màu xanh sẫm bao lại. Ánh sáng màu xanh sẫm vốn là địa đầu xa ở đây, gặp thanh trúc phong vân kiếm tự nhiên là người quen gặp nhau, còn thấy lôi quỷ chi nhãn lại như đụng phải giang long, nên giữa hai bên là tranh đấu kịch liệt, không nhượng bộ chút nào. xét về uy lực, hiển nhiên lôi quỷ chi nhãn hơn một bậc. nó không ngừng bắn ra tia điện khắp nơi, sớm muốn đánh tan bốn vách tường hồ lô. nếu không có hàn lập lấy thời gian pháp tắc chi lực trợ giúp, đã sớm không thể nào chống đỡ. mà ánh sáng màu xanh sấm lại có kiếm trận giúp đỡ, thành ra tranh lệch của cả hai được thu nhỏ rất nhiều, khó phân cao thấp. trong hồ lô một lúc thì ánh sáng màu xanh sấm bùng lên, một lúc lại có tia điện màu vàng tuôn ra cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy, dường như đang lâm vào thế bí. ầm um, kéo dài suốt mấy canh giờ, huyền thiên hồ lô rốt cuộc không chịu nổi, sau một tiếng oanh minh kịch liệt thì vỡ ra. Bỗng một đạo ánh sáng màu xanh sấm từ trong hồ lô nổ tung bay ra, hóa thành một đạo không rõ hình dáng. Kiếm quang xanh sấm từ đó nở rộ ra, vùng lôi bạo hải vực này, trên bầu trời và mặt biển, mười mấy vạn giảm hư không lập tức bị chia thành hai bên trái phải. Một đạo vết sách hư không tính mịch kéo dài từ nam đến bắc bỗng hiện ra, từng đợt không gian ba động làm cho lòng người rung động cũng từ đó truyền ra. Ánh mắt Hàn Lập nhìn chăm chú về phía vết nứt không gian, thì thấy viên lôi quỷ chi nhãn kia đã nổ tung, hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng chói mắt. Bên trong quang ảnh chớp động, như có từng đầu dị thú lôi quỷ đang bay lượn xung quanh. Thanh trúc phong vân kiếm đang lơ lửng ở bốn phía, lập tức sáng lên, nhao nhao xông về đoàn kim quang lóa mắt kia. Phi kiếm tiến vào trong kim quang, làm cho ánh sáng trong đó tăng lên mấy lần, lấy thị lực của Hàn Lập cũng không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Nhưng trong mơ hồ, tâm thần hắn bỗng nhiên khẽ động, từ trong đoàn ánh sáng kia có thể cảm nhận được từng đợt ba động khác thường. Một lát sau, trong kim quang bỗng chuyển đến một trận kiếm minh bén nhọn, lập tức từng đạo kiếm quang từ đó bắn ra, từng đạo nối tiếp nhau bay về bốn phía hư không. Hàn Lập đang nhìn chăm chú, bỗng thấy một đạo kiếm quang trong đó bay vào kẽ nứt không gian đang chậm rãi khép kín. Lông mày hắn lập tức nhảy lên, cũng không tiếp tục xem các kiếm quang khác, trên bàn tay bao phủ một tầng kim quang, chui vào bên trong kẽ nứt không gian một chút, sau đó kéo mạnh ra một cái. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, ống tay áo của tay phải hàn lập lập tức hóa thành cho bụi, còn cánh tay lại hoàn toàn không bị gì. Nhưng khi hắn nhìn thấy vật trong tay mình kéo ra, không phải là một chuôi thanh trúc phong vân kiếm mà là một đứa bé phỉ thúy linh lung, lông mày lập tức nhíu lại, mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây là, không đợi hắn kinh ngạc xong, từng đạo quang mang ở bốn phía bay vụt trở lại, vậy mà đều hóa thành đứa bé phỉ thúy cỡ một thước, rơi vào trên người hắn. Trong đó có mấy đứa ngồi trên bờ vai của hắn, có mấy đứa thì bò lên trên búi tóc, nhiều hơn nữa thì treo trên cánh tay của hắn để chơi xích đu. Hơn nữa có một đứa lại đứng trên chóp mũi của hắn, chừng to đôi mắt nhỏ, nhìn thẳng vào mắt hắn. Những đứa bé này, toàn thân óng ánh xanh biếc, trên đầu chỉ có một chỏm tóc và hai con mắt màu vàng. Cổ tay và mắt cá chân của chúng còn đeo một vòng kim cô, mơ hồ có thể nhìn thấy lôi văn màu vàng sắc sảo ở bên trên. Hàn lập đếm qua, không nhiều không ít vừa đúng 72 đứa. Đây chẳng lẽ là, do huyền thiên hồ lô luyện hóa lôi quỷ chi nhãn và thanh trúc phong vân kiếm tạo thành, về sau lại sinh ra kiếm linh đồng tử. Hàn lập không quá chắc chắn, âm thầm phỏng đoán, những đứa bé phỉ thúy dường như cảm giác được suy nghĩ trong lòng của hàn lập, trong nháy mắt từng đứa bay lượn lên không, quanh thân lục quang lưu chuyển lập tức hóa thành 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Khác biệt lớn nhất của Thanh Trúc Phong Vân Kiếm so với lúc trước chính là, trên những phi kiếm này tất cả đều khác rõ từng đường kim lôi đạo văn. Trên mỗi thanh kiếm tản ra khí tức thình lình đều là tam phẩm tiên khí, so với Hàn Lập dự đoán lúc trước còn cao hơn một bậc. Tam phẩm tiên khí và tứ phẩm tiên khí tuy nói chỉ kém nhau nhất phẩm, nhưng uy lực khác nhau giống như là hào rộng, không thể tính bằng lẽ thường, hơn nữa còn là 72 thanh. Lông mày Hàn Lập hơi nhíu lại, tâm niệm vừa động. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, căn bản không cần hắn dụng tâm điều khiển, đã trực tiếp tự mình bay đi, ở trên không trung bày ra từng tòa kiếm trận uy lực tuyệt luân. Ầm ầm, theo âm thanh tiếng sấm liên tục vang lên, một tòa thiên môn vạn trượng khí thế hùng hồn xuất hiện trên chín tầng trời. Trong phút chốc, Kim Vân mang theo môn hình vạn trạng từ bốn phía cuồn cuộn nổi lên, bên trong cửa lớn đóng thật chặt, từng trận khí thức lôi điện bị đè nén không hết đang tiết ra bên ngoài. Khiến cho Hàn Lập có chút kinh hãi, là những đồng tử này ngự kiếm bày trận, uy lực vậy mà còn lớn hơn so với lúc trước trong lòng của hắn hiện lên một ý niệm vạn trượng kim môn lập tức ù ù rung động bên trong là một mảnh đại dương màu vàng óng mơ hồ có thể thấy được hàng ngàn hàng vạn các loại dao long lôi điện đang chen trúc chỉ chờ ra lệnh là lập tức sẽ xông ra thiên môn vùng hư không kia bị uy áp của thiên môn đè ép càng chấn động không thôi bốn phía cũng bắt đầu hiện ra từng kẽ nứt không gian khóe miệng hàn lập lộ ra vẻ tươi cười tâm thần hơi động một chút thiên môn màu vàng trên bầu trời liền chậm rãi đóng lại, vân khí màu vàng xung quanh cũng dần biến mất. 72 thanh phi kiếm kia lóe lên quang mang, một lần nữa hóa thành bộ dáng phỉ thúy đồng tử, bay về phía hắn. Tay áo bên trái hàn lập cuốn qua, tất cả đồng tử bay vào trong đó, biến mất không thấy. Sau đó hàn lập suy nghĩ một chút, rồi mở ra động thiên hoa chi. Trong cánh cổng màu bạc, tử linh đang đứng tại cửa sổ của Trúc Lâu, như cảm ứng được, quay người lại hỏi, như thế nào? Đã làm xong, ta, hàn lập trần chờ nói ngươi hãy đi làm chuyện mình nên làm nếu có thể ta càng hy vọng chính mình sẽ đi cùng với ngươi tư linh ôn hòa cười một tiếng nói thiên đình quá mức nguy hiểm lần này ta không thể dẫn ngươi theo hàn lập lắc đầu nói ta biết ta sẽ chờ ngươi bình an trở về tử linh tựa hồ đã sớm có chủ ý nhẹ nhàng nói bất kể thế nào trước ta mang ngươi về minh giới sau đó ngươi muốn ở lại nơi đó hay đi ma giới đều được tóm lại ta nhất định sẽ trở về tìm ngươi hàn lập gật đầu nhẹ nói được tử linh nói sau khi hai người ra khỏi động thiên hàn lập nắm bàn tay trắng nõn mềm mại của tử linh tay kia thì bấm niệm pháp quyết thi triển lôi trận chi thuật ầm ầm một tiếng trong vùng lôi vân đã thu nhỏ không đến trăm dặm kia vạn đạo kim lôi từ trên trời rơi xuống phía dưới lóe lên biến mất không còn tung tích một tháng qua đi trong u minh giới thềm đá trong cung điện trên hòn đảo ở giữa hồ của hoàng tuyền đại trạch có một nữ tử áo đen đi từ bên trên xuống tuy bước chân thong thả nhưng mặt mũi lại tràn đầy vẻ lo lắng. Đứng bên ngoài cửa đại điện, hai tên quỷ tướng chấn thủ đại điện, nhìn nhau một cái đều im lặng lắc đầu. Trên thềm đá là vị giao tam đại nhân, đã mười mấy ngày ở chỗ này đi qua đi lại, dường như đang chờ đợi người nào, nhưng rốt cuộc không thấy người nào đến. Hai người bọn họ sau hai lần khuyên, đều không có tác dụng cũng đành coi như thôi. Đúng lúc này, hư không bên ngoài đảo, trong gió lốc hỗn loạn tàn phá bừa bãi, chợt thấy một đạo độn quang màu vàng phá không bay đến, không chút nào bị gió lốc ảnh hưởng, lát sau liền rơi vào trên đảo. Sao Tam cảm ứng được cỗ khí thức kia, đầu tiên là kinh ngạc nhưng lập tức mặt hiện vẻ vui mừng. Vừa muốn bay qua nghênh đón, lại cảm thấy hoa mắt, trước người bỗng xuất hiện hai người, đúng là Hàn Lập và Tử Linh. Điện chủ đâu, Hàn Lập buông tay Tử Linh ra, hỏi, đi vào rồi nói, mặt Giao Tam lộ vẻ khó xử nói. Lông mày Hàn Lập cao lại, lại tiếp tục dắt tay Tử Linh cùng đi vào trong đại điện. Cửa điện sau lưng chậm rãi đóng lại, Giao Tam không tiếp tục dây dưa bèn bói ra, phụ thân đại nhân, ngài đã đi chung thổ tiên vực rồi. Cái gì, y đi trước, lông mày hàn lập nhíu lại hỏi. Bởi vì sự tình của mẫu thân, phụ thân luôn tự trách mình, nhưng cũng bởi vì một ít chuyện khác. Luân hồi điện đã sớm phát động tấn công, hiện tại toàn bộ chân tiên giới sẽ càng ngày càng loạn. Giao Tam nói, phụ thân đã nói, thiên đình mặc dù hứa hẹn, chỉ cần ngài tiến về trung thổ tiên vực lập tức sẽ thả mẫu thân ta ra, nhưng sự việc chắc không đơn giản như vậy. Lúc trước ngài thông qua rất nhiều phương pháp để tìm nơi mẫu thân bị giam giữ, nhưng kết quả đều không thu hoạch được gì, bất quá lại ngoài ý muốn biết được kẻ bắt giữ mẫu thân là ai. Giao Tam nói, là ai? Hàn lập lập tức hỏi, Phùng Thanh Thủy, cái tên này chắc hẳn ngươi cũng không lạ lẫm. Giao Tam nói, là gã, Hàn lập nghe vậy trầm ngâm đáp, năm đó lúc ở hôi giới, Hàn lập từng gặp người này, biết gã chính là một tên đạo tổ thủy thuộc tính pháp tắc. Ta muốn biết tất cả tin tức của gã, bối cảnh tông môn, nơi tiên phủ, tung tích hiện giờ và ghi chép giao chiến với người khác trong quá khứ. Hàn lập trầm giọng nói, ngươi muốn đi tìm gã, lông mày giao tam nhíu lại hỏi, y nói cho ta biết về phùng thanh thủy, không phải là muốn ta đi tìm à. Hàn lập nhàn nhạt mở miệng nói, chương 1326, sắp chia tay. Phổ thân chưa hề nói, chỉ là phùng thanh thủy dù sao cũng là tồn tại cấp đạo tổ, tu vi của ngươi. Giao tam trần chờ nói, hàn lập nghe vậy, không tận lực áp chế khí tức trên người nữa một cỗ uy áp to lớn không gì sánh được trong nháy mắt phóng thích ra quanh thân lưu chuyển kim quang tựa như đúc bằng vàng mặc dù hắn tận lực khống chế cỗ uy áp này vẻn vẹn chỉ trăm trượng quanh thân nhưng ở trong vùng thế giới này thiên địa nguyên khí lưu chuyển giống như một ý niệm trong hồ hắn phảng phất chính là chúa tể mặc dù đứng yên bất động nhưng lại làm kẻ khác ngay cả liếc mắt một cái tâm thần cũng rung động mạnh tu vi đại la hậu kỳ đỉnh phong tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót Giao Tam cảm thấy một cỗ uy áp vô hình đập vào mặt, không tự chủ lui về sau hai bước, trong lòng rung động không thôi, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thật không ngờ, mới qua nhiều năm như vậy, người đã cải biến lớn đến thế. Khó trách, khó trách phụ thân ngài. Giao Tam hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, nhưng cuối cùng hình như có gì muốn nói lại thôi, không tiếp tục nói hết. Hắn trực diện thiên đình, có thể hấp dẫn đi đại bộ phận lực chú ý. Ta đi tìm Phùng Thanh Thủy, ngược lại là một cơ hội đột phá. Chỉ mong giờ phút này lão không ở tại thiên đình thì mới tốt. Hàn lập một lần nữa áp chế khí tức trên thân, nói. Trước mắt thật sự hắn không ở tại trung thổ tiên vực, mà ở một tòa tiên vực cỡ lớn Long Uyên tiên vực, bế quan đã vài ngày trong vụ Long Tông do hắn sáng lập. Giao Tam nói, thật vừa vặn, người chuẩn bị giúp ta những vật ta muốn, ngày mai ta sẽ xuất phát. Hàn lập nói, được, khi nào xuất phát, ta và ngươi cùng đi. Giao Tam nói, ngươi không thể đi, Hàn lập nói, vì sao ta không thể đi mẫu thân nàng giao tam còn chưa nói xong đã bị hàn lập cắt ngang nàng nếu lựa chọn làm nam cung uyển sẽ không xem là mẫu thân của ngươi huống hồ nàng nhất định không muốn ngươi đi hàn lập nhìn giao tam khuyên nhủ ta mặc kệ ngươi thấy thế nào nói thế nào trong lòng ta nàng chính là mẫu thân của ta ta phải đi giao tam nói lấy tu vi ngươi bây giờ đi theo cũng không giúp được một tay huống hồ ta còn muốn ngươi giúp ta đưa tử linh đi ma giới Hàn Lập không chút huyền chuyển, nói thẳng. Giao Tam nghe lời ấy, quả nhiên thần sắc ảm đạm. Được rồi, bằng vào tu vi của ta, đi cũng chỉ liên lụy ngươi. Thế nhưng tử linh nàng, vì sao muốn đi ma giới? Mặt Giao Tam lộ vẻ nghi hoặc, nghi ngờ hỏi. Thế nào, Hàn Lập phát giác dị dạng, hỏi vội. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết chuyện ma giới? Tử linh nếu như muốn đi tìm bọn thạch xuyên không, vậy thì không cần đi nữa. Lông mày Giao Tam nhíu lên, chậm rãi nói. Tử linh nghe vậy, thần sắc hơi đổi, lập tức có loại dự cảm không tốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, hỏi. Ma giới bộc phát nội chiến đã không chỉ ngàn năm, gần trăm năm nay đánh càng thêm thảm liệt. Bảy năm trước trong trận chiến kết thúc kia, toàn bộ dạ dương thành bị hủy, tòa tích lân không cảnh cũng bị triệt để xóa đi, thạch xuyên không cùng theo thạch không giải nhất mạch thảm bại. Giao tam thở dài một tiếng, buồn rầu nói, thạch không giải và thạch xuyên không thế nào, có tin tức bọn hắn không? Hàn Lập hỏi ma giới hiện tại đã phong tỏa rồi, rất khó có tin tức truyền ra ngoài, tin tức ta lấy được cuối cùng, nói là thạch không giải không địch lại ma chủ, đã thân tử đạo tiêu. Thạch xuyên không thì không nói đã chết, bất quá tung tích cũng không rõ, không thấy tung tích. Sao tam nói, giải đạo nhân chiến tử, thạch xuyên không mất tích, hàn lập cảm thấy thức hải trầm xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trận đại chiến kia đã qua 7 năm, lại không có tin tức truyền ra sao. Tử Linh hỏi, là ma chủ tự mình hạ lệnh, triệt để bế tỏa ma giới, cũng không nói khi nào mở lại. Hiện tại bất cứ tin tức gì cũng không thể vào hay ra được. Giao Tam lắc đầu, nói, việc này tạm dừng không nói, chờ ta từ thiên đình trở về, sẽ đi ma giới một chuyến. Hàn lập thở dài ra một hơi, sắc mặt nghiêm lại một chút, mở miệng nói. Giao Tam không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu nhẹ. Đã như vậy, người trước hết lưu tại minh giới, chờ chúng ta trở về. Hàn lập nói với tử linh. Tử Linh sầu lo, gật đầu. Đúng rồi, đề hồn đâu, có tin tức của nàng không? Hàn Lập hỏi, nàng, nàng đi lạc hồn thâm uyên. Giao Tam đáp, lạc hồn thâm uyên, đó là địa phương nào? Hàn Lập hỏi, là một chỗ chân chính tuyệt địa trong u minh giới này, là chỗ ngay cả phụ thân cũng chưa hẳn bước chân vào. Nàng nói nơi đó có đại đạo chân chính nàng muốn tìm. Ta từng khuyên can nàng, nhưng không thể ngăn lại. Giao Tam nói, đi bao lâu rồi? Hàn Lập hỏi, đã đi từ hơn trăm năm trước rồi, đến nay chưa trở lại. Giao Tam nói, hai mắt hàn lập nhắm lại, chỗ mi tâm sáng lên một đạo bạch quang, thăm thẳm lấp lóe chỉ chốc lát, lại lần nữa mở ra. Thế nào, tử linh hỏi, liên hệ thần niệm cũng đã tách ra. Hàn lập thì thào nói, tục truyền lạc hồn thâm uyên vốn là một chỗ u hồn du đáng, đừng nói cách xa nhau như vậy, dù là thân ở trong thâm uyên, cũng đừng hòng cảm ứng lẫn nhau. Giao Tam nói, đây là đề hồn tự lựa chọn con đường mình, người phải tin tưởng nàng. Tử Linh kéo cánh tay hắn một cái, khuyên nhủ. Hàn Lập nghe vậy, im lặng một lúc lâu sau, gật đầu nhẹ. Đề hồn cũng giống như Kim Đồng, đều có con đường của mình muốn đi, tựa như chính hắn cũng có đường phải đi là trực diện với thiên đình. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ tiến về Long Uyên Tiên Vực, đến lúc đó, ngươi chuẩn bị tin tức liên quan tới Phùng Thanh Thủy cho ta. Hàn Lập nhìn về phía Giao Tam, nói, ban đêm, trên đại điện đảo giữa hồ, Hàn Lập và Tử Linh nằm ở trên nóc nhà nghiêng, nằm sát nhau, nhìn lên tinh không đã không biết bao nhiêu năm chưa từng nhìn lên. Chỉ tiếc là, tối nay màn trời đen kịt, trên bầu trời ít có tinh quang, ngay cả vầng tàn nguyệt kia cũng bị mây đen che phủ, hết thảy đều phủ lên một tầng ánh sáng mông lung. Hàn lập thu hồi ánh mắt, nhìn chăm chú nữ tử dựa sát bên cạnh mình, chỉ thấy trong quang ảnh u ám này, gương mặt tuyệt mỹ của tử linh vẫn như cụ ánh khiết như ngọc, phản xạ quang mang nhàn nhạt. Khuôn mặt nàng dưới ánh trăng chiếu rọi, có chút mơ hồ, nhưng lại có mỹ cảm khác. Tử linh, ta, Hàn lập nhịn không được khẽ gọi một tiếng, đưa tay xoa gương mặt của nàng. Đối với tử linh, trong lòng Hàn lập luôn cảm thấy ái náy. Bọn hắn năm đó gặp nhau quen biết, cùng chung chí hướng, càng giống chi kỷ vừa gặp, chính là Kim Phong Ngọc Lộ, vượt qua vô số chuyện nhân gian. Chỉ là, bởi vì đủ loại duyên cớ, giữa bọn hắn, từ đầu đến cuối tựa như người lạ. Không cần phải nói gì, ta có thể hưởng thụ thời khắc yên tĩnh này, đã đủ hài lòng. Tử linh không xoay người lại, ánh mắt như cũ trông về thiên khung xa xôi nhẹ nhàng nói hàn lập nghe vậy lập tức nhếch miệng lộ một vòng ý cười sau một lát tử linh đưa tay kéo một cánh tay hàn lập gác qua sau đầu của mình